dừng chân ghé lại tiệm vàng Mai Ly. Xin thưa quý khách cần chi? Đồng hồ Rolex vàng y sắm dùm. Xin mời quý vị tới tiệm vàng Mai Ly. Tiệm vàng Mai Ly đã được sự tín nhiệm của cộng đồng Việt Nam trong suốt nhiều năm qua. Với sự ủng hộ của quý khách hàng và các anh chị em nghệ sĩ yêu mến đã thường xuyên đến với tiệm vàng Mai Ly. Muốn có một sắc đẹp sang trọng quý phái lộng lẫy, xin mời quý vị đến với tiệm vàng Mai Ly. Điện thoại 714-903-8821, 714-903-8821. Mai Ly xin trân trọng. Đức Tiến cùng với chị Mai Ly xin được kính chào tất cả quý vị khán giả gần xa và chào mừng quý vị đang đến với chúng tôi. Đây là chương trình Mai Ly Diamond Show được phát hình vào mỗi thứ ba hàng tuần từ 1 giờ tới 3 giờ trên hệ thống của đài truyền hình VNA TV và cũng như tại miền Nam và miền Bắc California và trên các nền tảng khác. Đầu tiên là trên YouTube của đài VNA TV. Tiếp đến là quý vị cũng đang xem chúng tôi trên channel YouTube Đức Tiến Official, Đức Tiến Official và trên channel YouTube của kênh Phố Bô Xa TV. Xin được kính chào quý vị khán giả gần xa và hello chị Mai Ly. Chào Đức Tiến, chắc dùng chị sẽ phố và xa TV lên chưa? Trước hết thì cho Mai Ly xin thân ái kính chào quý anh chị cô bác khắp nơi xa gần đến với chương trình Mai Ly Ram Show. Xin kính chúc cho quý vị có một ngày thứ ba an lành, hạnh phúc và nhiều may mắn. Không biết là quý vị có nhớ Mai Ly không, nhưng mà Mai Ly nghỉ một tuần nhớ quý vị nhiều phải không? Là đi show mua rất là nhiều hàng, nhưng mà rất là nhớ quý vị là bởi vì mình quen rồi đó. Mình lên đây người ta nói là bà con xa không gần không bằng láng giềng gần. Tuy nhiên là những cái thách và những cái câu hỏi thăm của quý anh chị cô bác và chia sẻ rất là cảm ơn và rất là trang trọng để đón lấy. Và cảm ơn đến tất cả quý anh, ông bà, cô chú đã luôn ủng hộ tiệm vàng Mai Ly trong suốt nhiều năm qua. Và tất cả, và nhất là những khách hàng ở miền Nam California, từ chương trình từ thiện cho tới tất cả một cái chương trình gì, cho tới những cái chương trình văn nghệ của diễn hành Tết. Mỗi hàng năm, tất cả những chương trình gì mà Mai Ly đều làm, tất cả bà con, cô bác ở California đều ủng hộ tinh thần cho tới mua vé để ủng hộ cho chương trình diễn hành Tết. Và cảm ơn đến quý anh chị, cô bác đã luôn thăm hỏi và tới bây giờ cũng còn chia sẻ hỏi Mai Ly còn buồn không. Cái nỗi buồn đó không bao giờ hết được mà không bao giờ nguôi. Khi mà quên rồi thì thôi, tự nhiên nhớ là ngồi khóc mình. Nhưng mà chị đặc biệt có một cái là hồi lúc chị nhớ là năm ngoái đó, là mẹ của cô Vân đó, là chủ Hương Đồng Cỏ Nội đó, là mỗi một tuần lễ tức là mấy anh chị em rồi cùng nhau hiệp thông dâng lời cầu nguyện đọc kinh. Nhưng mà đặc biệt có một cái là tại vì má chị là cái người mà ít có ra ngoài, ít có tiếp xúc, thì theo cái giấc mơ của má chị là được chôn. Rồi chị thì không có kêu anh chị em tới đọc kinh, nhưng mà tuy nhiên mỗi ngày chị đọc kinh 2 lần. Tức là mở mắt ra là Mai Ly súc miệng xong rồi uống nước lạnh rồi đọc kinh xong rồi đi uống cà phê. Giữ luật giống vậy đó. Tức là mình uống cà phê hay ăn uống là sau 1 tiếng đúng không ạ? Nhưng mà khi mà Mai Ly ngủ dậy là đặc biệt là uống thuốc cao máu trước, là bởi vì sợ quên. Tại vì chị rất là sợ quên. Cho nên phải uống thuốc cao máu trước rồi sau đó uống nước lạnh rồi cái xong rồi đi học. Và chàng hết một cái chuỗi kinh cho má chị. Nguyên một cái chàng chuỗi kinh. Xong rồi tối trước khi đi ngủ, mặc dầu là nhiều khi đi ra ngoài bạn bè uống 1-2 ly bia về ngủ gà ngủ gật ngay bàn thờ. Nhưng mà phải chàng hết cái chàng hạt rồi mới đi ngủ. Đó là cái tánh của chị, là bởi vì tuy nhiên là giống như hồi xưa chị cũng nói với mẹ chị là chị cho mẹ chị rất là nhiều, cái gì có cũng cho, mà xin chị cũng cho hết. Chị nói là mẹ bây giờ là mẹ thích ăn gì thì mua cho mẹ ăn, mẹ muốn đi đâu chơi chị kêu mẹ chị đi Úc, đi đây đi đó. Và bà già chị đặc biệt có cái là thích ở nhà với con cháu chứ không thích đi chơi. Family, thích gia đình. Thích gia đình lắm. Thì giờ cô chị cũng nói là tất cả những gì mà mẹ thích thì con cho. Nhưng mà mẹ chết rồi con không cúng. Nhưng mà tuy nhiên mà nói vậy thôi chứ lúc nào cũng là 2 bình bông tươi ở trên. Rồi biết là người đạo công giáo mình là không có thờ cúng không, như kiểu bên Phật. Thật ra để em chia sẻ với chị là cái đó nó không phải đâu chị. Tức là trước khi mà đạo công giáo vô Việt Nam á, thời gian đầu á, thì người ta cũng hiểu được cái phong tục văn hóa của cái đất nước mà họ đến. Và cái phong tục thờ cúng là một cái phong tục là rất là ý nghĩa đối với người châu Á và đối với người Việt Nam của mình. Nên là cái câu chuyện đó ở bên phía ví dụ bên Roma bên gì người ta không có ủng hộ. Nhưng mà khi đến Việt Nam thì bên giáo triều bên Roma có ủng hộ cho vấn đề được quyền thờ cúng ông bà.
ở nhà. Cái này mình phải khẳng định lại lần nữa nên cho quý vị không có bị khuất tất trong trong lòng của mình. Nên là ông bà cha mẹ mình vẫn đốt nhang được, mình vẫn đúng được không? Quyền đốt nhang, vẫn được quyền dân hoa, thậm chí là mình để trái cây cũng được, không, có, không có, dạ được không sao cây. Hết nha thưa quý vị. Đó là cái sự hiếu thảo của con cháu dành cho ông bà cha mẹ của mình. Trước trước có Chúa thì phải có cha mẹ, thì có cha mẹ mới có mình, rồi cha mẹ mình cũng có ông bà mới có ra cha mẹ mình tức là muốn tôn thờ Chúa thì phải yêu thương cái người đã hy sinh, đã nuôi mình rồi mới đến có Chúa. Nên là vấn đề gọi là nhớ đến ông bà cha mẹ của mình, dâng hoa hay là chân trái cây, đó là thể hiện cái tấm lòng của mình dành cho người mà đã hy sinh. Chị thấy không đó, bây giờ chị có con, chị thấy không, chị thương con chị không? Thương lắm đúng không? Thì mẹ chị cũng vậy, cũng thương chị lắm. Tức là mỗi một cái tình thương cách thể hiện nó khác nhau thôi. Nên là cái đó là vẫn được sự ủng hộ thưa quý vị. Giống như Đức Tiến nói vậy, chị mới nhớ lại cái câu mà giống như là hết duyên. Hết duyên thật sự ra là lúc nào chị cũng cầu nguyện, là chị nói là khi mà con chị đó, con gái nhỏ đó, bữa nay 17 tuổi, khi mà nó 18 tuổi, nó biết lái xe, nó tự đi học một mình đó, chị khấn trong lòng. Chị nói là ngày nào chị cũng đọc kinh, chị nhắc nhở má chị nói là trong lòng chị nghĩ là ô con chị biết lái xe rồi, khi mà nó tự đi ăn học một mình, dù hoàn cảnh nào, ở bất cứ nơi đâu, dù cho chị làm bao nhiêu tiền, mà lỡ mẹ chị có chuyện gì chị cũng bay về Việt Nam lo cho mẹ chị tới cuối đời. Nhưng mà giống như cái duyên nó tận rồi đó. Tức là chắc chị trả cho má chị quá nhiều. Và giống như ba chị nói, trời ơi con còn buồn gì nữa, con cả trả cho mẹ con vốn lẫn lời luôn rồi. Là tại vì chị có hiếu từ nhỏ luôn. Là bởi vì chị biết là ba chị kiến trúc sư. Sau năm 75 ông còn đi xa hơi thì em biết là bà này bà kia đi đâu cũng vậy hết trơn. Nhưng mà chị thấy má chị lúc nào cũng ở nhà lo con lo cháu, rồi thấy cái sự hy sinh của bà lớn quá lớn. Mình chắc gì làm được đúng không chị? Thật sự đó, luôn. Đâm ra cái chị thấy như vậy, chị thấy má chị khổ, đâm ra tất cả những cái tình yêu thương mà nói xin lỗi, chứ nhiều khi anh Minh nghe anh buồn, chứ chị nói trong cuộc đời chị chỉ có má chị là đứng hàng đầu số 1. Đó, thành thử ra cái tình yêu mà giống như là cái duyên nó tận rồi, chịu rồi. Chị nói với má chị là lỡ con bé nhỏ chị nói với nó con ráng học đi, con học giỏi đi, con lấy xe con tự một mình, chứ lỡ bà ngoại có chuyện gì là mẹ mày bay vô Việt Nam, mẹ ở mẹ lo cho bà ngoại tới cuối đời đó. Rồi nó khóc hoài lên, nó nói tại sao người ta có mẹ mà tại sao nó không có mẹ. Mẹ phải ở đây chứ, thì bà ngoại có chuyện gì thì mình vô thăm bà ngoại thôi. Nó nói mà nó cãi với chị đó, nó vừa nói vừa khóc như vậy đó. Cái chị cứ nhớ hoài là khi mà chị nghĩ trong lòng, khi nào chị cứ nhịn, chị cứ nói là khi nào lỡ mẹ chị có chuyện gì là chị phải bay vô Việt Nam bằng mọi giá. Cũng không nói cho anh Minh nghe. Nhưng mà nếu mà anh Minh nghe được chắc anh Minh đau khổ lắm. Nhưng mà trong lòng nghĩ như vậy mà. Tại vì như là thưa chị với anh Minh mà đang coi, hay là quý vị cũng vậy, thì mình thương người vợ, người chồng của mình. Nếu mà vợ chồng mình còn ông bà cha mẹ mà mất thì mình phải ủng hộ để vợ chồng mình về để mà chăm lo chứ. Đó là sự chia sẻ của cái tình thương của mình dành cho vợ chồng của mình. Cha mẹ là một, người ta nói cha mẹ là một cái duyên, mà vợ chồng là một cái phải nói là cái nợ. Vợ chồng là nợ, cha mẹ là duyên, hết duyên thì chịu, chứ trong lòng cứ nghĩ là phải lo cho mẹ. Nhưng mà thì thôi, tất cả những gì ai còn mẹ, mùa này là mùa báo hiếu đó quý vị. Tất cả những ai mà còn mẹ phải yêu thương mẹ của mình, phải lo cho mẹ của mình. Mình phải nói lời yêu thương, cũng giống như Miley. Bây giờ Miley cứ cho tiền không hàng tháng, cho tiền rồi bà đồ cái gì cũng cho hết. Tất cả những cái gì mà phải nói là có thể nói là Miley lo được, Miley vẫn cho mẹ của mình. Nhưng mà mình không lại nói ra được những cái câu mà mình nói mẹ ơi con thương mẹ quá, rồi gọi hỏi thăm thường xuyên, mặc dù là có cái camera nhìn thấy mà không biết làm sao mà không chịu nói chuyện. Tới khi mà mẹ mình đi rồi, mình hối tiếc, mình nói trời tại sao mình không có nói những cái câu đó để cho bà yên tâm, mình an ủi những cái lúc mà bà buồn, bà cô đơn, thì nó đã quá muộn rồi. Thành thử ra tất cả những cái gì mà Ly cho, nhưng mà bây giờ mình không có tiền, mình cho những cái lời nói, cho những cái câu an ủi á quý vị. Thì khi mà cha mẹ đi rồi đó, thì hết duyên mà tận duyên thì mình phải chịu thôi. Thì mình sẽ không cảm thấy hối tiếc và thiếu sót những cái gì mà mình không làm cho mẹ mình được nha. Đó là một cái câu, những cái gì mà Mai chia sẻ trong cái mùa Du Lan báo hiếu. Thì ngay bây giờ mình vô với chương trình Miley Lemon Show. Cảm ơn Team Đỗ đã thế cái giờ cho chị Miley đi show tuần rồi. Và cũng đem tất cả những cái gì mà lợi ích, bổ ích cho cộng đồng người Việt tại Nam Cali. Team là một cái người mà rất là dễ thương. Mặc dù chiến đấu ở ngoài quân trường, về tới đây cũng thích làm từ thiện giống như chị Miley. Thì qua những lần mà giống như là Team nói là chị cũng không biết Team nữa, chị cũng nghe Team qua nhiều người bạn giới thiệu. Thì Team nói là Team sẽ
giúp cho anh Minh lấy cái bằng để lấy súng đó. Thì Xuyên cũng có chia sẻ quý vị ở trên làn sóng vừa rồi, thì cái biết Xuyên qua những cái chương trình như vậy thì nói thêm chuyện với Xuyên vài lần, cũng muốn làm từ thiện cũng giống như chị Mai Ly. Thì đây là một cái chia sẻ là Mai Ly cũng mang tất cả những cái gì mà ai mà lo cho cộng đồng, giúp cho cộng đồng để bổ ích, giúp thật sự ra. Không phải ai mới tới đây cũng giống như Mai Ly, mới tới đây Mai Ly cũng đâu có biết gì đâu. Tất cả những cái gì đi xin trợ cấp hay là đi xin Medicare, cái gì cũng nhờ người này người kia. Mỗi người mình hỏi một câu thì nó ra chuyện. Thành thử ra cũng giống vậy, nếu mà không đưa thêm lên đây thì tất cả các cô chú bác mà muốn làm răng implant hay là ai cũng vậy, nghĩ là một cái thật sự ra đó, Mai Ly là làm implant ở trong tiệm Mỹ là 3.500 một cái, mà làm chỗ đại hàng là 1.900, mà không bao giờ chắc ăn nha quý vị. Không phải mình nói rồi nhưng mà mình bị hư rồi, mình thật sự ra mình không dám chia sẻ, nhưng mà khi mà người Việt mình nói chuyện những câu tiếng Việt mình hiểu nhau nhiều hơn. Có nhiều khi mình nói gà người ta nghe con vịt, người ta không hiểu chứ không phải là ta làm xấu. Thành thử ra người Việt giống như là những bác lớn tuổi như vậy, rồi có Medicare mình đem tới mình cũng làm implant. Tất cả những cái gì mà thêm giúp được cho quý cô chú bác thì thêm giúp, cái đó là lợi ích của cộng đồng. Thì Mai Ly sẽ đưa quyền lợi, tất cả những gì mà ai giúp đỡ cho cộng đồng Mai Ly sẽ đưa đến đây để bổ ích, giúp cho các cô chú bác trong cộng đồng người Việt tại Nam Cali nha các vị. Rồi bây giờ ngay bây giờ mình vô chương trình Mai Ly mình show. Thường thường người ta nói cha mẹ không giống giống người mở hàng ha. Tất cả những cái món hàng ngày hôm nay Mai Ly còn lại thì Mai Ly bán giá thiệt rẻ, còn những cái gì mới là quý vị cũng chia sẻ, nhưng mà bán vẫn là cái giá cũ. Hột xoàn cũng đang lên, vàng thì đang đứng xuống một tí xíu, nhưng mà thật sự ra những cái món hàng mà khi mà lên TV người ta gọi là những cái món hàng mà nó thành phẩm rồi, nó không có phải giống như cái giá vàng mà dàn lượng mình đọc nha quý vị. Thành thử ra vàng thì cái đứng giá bữa nay lên 10 đồng ngày mai xuống 10 đồng, nó cũng ngang ngang giống vậy, nhưng mà hột xoàn thì đang lên. Nhưng mà quý vị xem tất cả các làn sóng khác mà bán hột xoàn và những cái mẫu mã giống như Mai Ly như vậy, thì thứ nhất là hàng của Mai Ly là không có đụng, thứ hai là giá cả nó có phải chăng, và Mai Ly cũng đem quyền lợi giúp tất cả các cô anh chị chú bác ở khắp nơi trên toàn thế giới để mình xài tiền một cách rất là thông minh. Và khi mà mình có Mai Ly nhắc lại cái này, rất là nhiều anh chị cô bác ở khắp nơi rất là mang ơn và cảm ơn Mai Ly trong cái thời gian, trong cái thời buổi này ở Việt Nam mình đó. Cha mẹ cũng giống như nhiều anh chị, giống như vừa rồi có một cái anh kia, ba anh chết, anh chưa gọi vô, anh vừa gọi vô anh Minh đang bắt phone là chị chưa khóc, là ông khóc trước rồi. Ông chị tưởng ông chia sẻ má chị, nhưng mà anh nói trời ơi, em nghe chị Mai Ly chia sẻ bây giờ tới phiên ba em mất mà em không có được nhìn thấy, mà bây giờ em phải bán đồ lại gửi tiền về Việt Nam làm đám đó, tiếng rất là nhiều người mang ơn. Nếu mà không có cái chương trình này, có nhiều người ta nghĩ là người Việt Nam mình, nhất là người Nam mình, tức là làm nhiều xài nhiều. Có những người mà coi như là làm 8 đồng mà xài tới 10 đồng, phải mượn thẻ trước 2 đồng, nhưng mà nhờ mình mua đồ qua những cái món hàng mà của Mai Ly bán ở đây, xài thẻ rồi ngay bây giờ quý vị cũng bán lại được, mình được nhận tiền lại rồi mình đi lo đám ma cho gia đình của mình. Rất là nhiều người mang ơn Mai trong cái Mai Ly trong cái thời buổi, trong cái thời điểm này rất là nhiều người có hàng bán lại mà lấy tiền xây sở đó quý vị. Thì Mai Ly cũng chia sẻ tất cả những cái gì mình sống ở Mỹ mình thực tế chút xíu. Có những em nhỏ thì chưa có hiểu rộng, là bởi vì chính cha mẹ có tiền cho xài rồi quen rồi mua những cái đồ hiệu mà không phải là vàng hột xoàn, khi mà bán lại bán không được nha quý vị. Tất cả những cái món hàng mà khi mà đồ hiệu mà phải vàng hột xoàn mình mà bán được, chứ mình đừng nghĩ là ô mình muốn có đồ hiệu đó 1.000 mấy 2.000 đồng mà không phải vàng mình bán lại được. Không phải, nó là bạc, đồ giả vẫn là đồ giả. Đồ nó gọi là đồ cái gì á, nữ gọi là gì, đồ trang sức, trang sức, nó vẫn là trang sức nha quý vị, chứ không có phải là vàng. Nguyễn sau là vàng hột xoàn quý vị mới bán được, ký gửi được. Còn cái gì mà trang sức qua những cái món mà phải nói nhìn vô mà mua cho lấy lộc hay là mua cho đẹp hay là mua để đó nhìn, tất cả những cái đó là đều là giả tạo hết, nó không có phải là đồ thiệt thì không bao giờ bán lại được. Còn vàng hột xoàn, bất cứ một món hàng nào khi mà quý vị mua trong tiệm vàng Mai Ly, từ vài chục đô la cho tới vài chục đô la, cần tiền Mai Ly không nói là mình lo những cái đám tang như vậy, hoặc là mình cần tiền mình làm như vậy, nhưng mà rất là nhiều công việc để làm. Thành thử ra khi mình cần tiền, kẹt tiền, mua bất cứ một món hàng nào trong tiệm vàng Mai Ly đều bán lại được hết, dù là vài chục đô la hay là vài chục ngàn đô la. Bữa nay cũng có một chị Linda ở tiểu bang khác bay về đây, bán rất là nhiều đồ, cũng cần tiền để mua xe cho con, thấy không? Đi học hả?
mua xe cho con, rồi đóng tiền trường cho con, yeah. Rất tất cả những cái gì mà khi quý vị cần tiền, kèm tiền cứ gọi cho Miley qua những số điện thoại nằm trên màn hình đó quý vị. Còn nếu mà cần tiền, kẹt tiền, không muốn bán, có những người bán lại, có những người lấy cái so sánh những cái món hàng của chị 7-8 ngàn đô, họ so sánh như nhiều cái chương trình khác 10 mấy ngàn, họ nói họ bán lại như vậy mua vừa lỗ rồi còn mua lại những cái món đó không được, thì họ làm gì đó chứ? Dạ, nếu quý vị không muốn bán, không muốn bị lỗ và không muốn bị mất vì mua lại không được, quý vị có thể mang đến ký gửi cho tiệm vàng Mali để mình có cái số tiền ký gửi đó, mình mang về lo công việc của mình, rồi sau đó mình đi làm mình có tiền, mình mang tiền đến lấy đồ của mình về. Hai lần tiết kiệm, thứ nhất là không bị lỗ, thứ hai là không bị mất hàng, và cái thứ ba nữa là giữ được cái tài sản chúng ta. Mua đã khó, giữ được khó hơn, thì Miley có chương trình ký gửi cho quý vị, giúp quý vị có thể giữ lại và không bị lỗ các món hàng quý vị rất yêu mến. Đó, tức là những cái món hàng mà đặc biệt riêng của tiệm vàng Miley, tức là Miley muốn giúp khách hàng của mình thôi, chứ Miley không có làm những cái món hàng của những cửa tiệm khác. Yeah. Ví dụ như cái món hàng đó Miley bán cho quý vị 4 ngàn mà giá trị nó tới 8 ngàn, mà trong khi mua tiệm khác 7-8 ngàn, thì quý vị ngược lại muốn gửi cho Miley nửa giá thì nó không phải là như vậy. Chỉ có món hàng đặc biệt riêng của tiệm vàng Miley. Miley muốn giúp cộng đồng người Việt khắp nơi trên toàn thế giới và muốn giúp khách hàng của mình để làm sao giữ được tiền và giữ lại những cái tài sản mà quý vị mình mua đã khó rồi, giống như Đức Tiến nói, mà mình giữ còn khó hơn. Cho nên Miley muốn giúp quý vị là như vậy thôi. Rồi, bây giờ mình đi ngay vô món số 1 đầu tiên là một cái nhẫn vàng trắng thiết kế của Ý, cái hộp chính giữa màu vàng nha quý vị. Cái hộp này hộp đá một tí xíu, nó Miley cũng có bán hộp sòn vàng luôn. Thì cái nhẫn này là thiết kế của Ý, nặng 8.6 gram vàng trắng, gồm có 25 viên hộp sòn 2 ly 2, 14 viên hộp sòn 2 ly rưỡi cho cái vỏ đó nha quý vị. Chính giữa là 12 carat. Yellow citrine, nó giống như hộp sòn vàng vậy đó, nó là yellow citrine, nhưng mà cái đai nó gọi là cái hộp này ở Việt Nam mình gọi là ở Việt Nam mình gọi là hộp sòn Mỹ, ở đây gọi là cubic, nhưng mà nó vẫn nó gọi là diamond khích, nghĩa là cái giác cắt nó y chang như hộp sòn. Mặc đồ sang sang mà đẹp đẹp sang trọng, đâu ai nghĩ mình đeo này hộp đá đâu quý vị. Nó không giống y chang như hộp sòn, nhưng mà cái này mà nếu mà là hộp sòn trên 300 ngàn nha quý vị, 12 carat yellow diamond là hơn 300 ngàn, còn cái này là yellow citrine. À, cái giá của nó là ví dụ như bữa nay vàng là 85 đồng nha. Miley nhắc lại, có nhiều khách hàng mới thì người ta không biết tại sao chị nói cái giá cao quá xong rồi thì chị lại hạ xuống. Ok, nó phải có đầu có đuôi đàng hoàng. 8.6 gram vàng trắng 85 đồng 1 gram. 25 viên hộp sòn 2 ly 2. Hồi xưa là mỗi viên 2 ly tới 2 ly 2 là 20. Bây giờ 2 ly là 20. 2 ly 2 là 25 đồng. Mình nhân lên cho 25 viên. 14 viên hộp sòn 2 ly rưỡi. Hồi xưa là Miley bán 35 đồng. Tất cả những chương trình khác họ tính 65 đồng. Bởi vì họ mua lại của Miley rất nhiều. Cho nên cái hộp 35 đồng nhưng mà hộp sòn lên thì thay vì tiền công với tiền nhận luôn là 45 đồng nha quý vị. Nhưng mà Miley vẫn làm toán trừ tính 40 đồng nhân lên cho 14 viên. Chính giữa là 12 carat yellow citrine. Miley mua 15 đồng. Miley bán lẻ là 20 đồng nhưng mà vẫn tính 15 đồng. Giá của cái nhẫn này là 2.240 đồng thì nhận số 1. Ngay bây giờ sale nhiêu chú Tí? Giá là 2.240 đồng. Và bây giờ chiếc nhẫn số 1 sale từ Miley giá chỉ còn là 1.120 đồng cho chiếc nhẫn số 1. Chi tiết vẫn gọi về các số phone đang có trên màn hình, đó là 7146229573 hoặc là trả thẻ gọi 7146535207. Số 1 là chiếc nhẫn nặng 8.6 gram vàng trắng, có 25 viên hộp sòn 2 ly 2, 14 viên hộp sòn 2 ly rưỡi và hộp ở giữa là yellow citrine 12 carat. Giá tiền cho chiếc nhẫn số 1 này là 2.240 đồng và bây giờ Mali sale giá chỉ còn 1.120 đồng cho nhẫn số 1. Tiếp đến là chúng ta đến nhẫn số 2, là một chiếc nhẫn nặng 4.6 gram vàng trắng, có 66 viên hộp sòn từ 1 ly 6 cho tới 1 ly 8. Hộp lớn ở giữa là 2 carat 50 cushion cut nước ép VS1. Hộp sòn lớn ở giữa là 2 carat 50 nước ép VS1 cushion cut. Giá tiền cho chiếc nhẫn số 2 là 15.150 đồng. Và bây giờ quý vị mua chiếc nhẫn này đặc biệt từ Miley chỉ với giá 7.550 đồng. 7.550 đồng mà cái hộp ở chính giữa là 2 carat rưỡi. Cái này cái kiểu nó dày dài, nó giống như là cái dạng emerald, nhưng mà nó là cushion khích, nghĩa là cái hộp xoàn, cái khích của nó giống như hộp tròn đó quý vị. Cái giác cắt của nó rất là nhiều luôn. Quý vị thường nghe người ta quảng cáo là 8 giác cắt 8 trái tim, thì nó cái cushion khích đó là cái hộp vuông, thường thường nó là emerald khích, thì cái giác nó không có chiếu bằng cái cushion khích, nhưng mà tuy nhiên là cái hộp nó dài dài, nó giống như emerald, nhưng nó là khích
hết sình khích nha quý vị. Thì cái nhẫn này là thiết kế của Ý, mới ton ton luôn nhưng mà vẫn bán giá cũ quý vị ơi. Là bởi vì thường thường ta nói là cha mẹ không giống giống người mở hàng. Nội tiền vỏ không á, mà Miley đi show chiếc này mua trên 200.000 đô la. Còn hộp xoàn thì chưa tính nha quý vị. Miley có rất là nhiều vỏ đẹp thì sắp sửa tới đây. Nếu mà hết đeo mát rồi thì anh Minh sẽ cho mở cửa tiệm lại. Thì Miley sẽ trưng bày tất cả những cái vỏ mà đặc biệt bảo đảm với quý vị không đụng hàng ở nơi khác. Rất đẹp mà giá rất phải chăng. Cái này là Miley đi tận gốc ra quý vị, đi tận nơi đó, mua tất cả những người Hồng Kông mang qua. Có một số hàng mà Miley đang đặt còn chưa nhận được, phần đông ở Đức Tiến. Yeah. Ngày xưa đó là mình đem tiền đi theo mình mua được hết trơn. Nhưng mà bây giờ có một số người họ sợ, họ không nhận cát. Tại vì không nhận, thứ nhất là không nhận cát có. Nói như vậy thôi chứ nhiều người vẫn nhận cát. Là bởi vì khi mình gặp họ lần đầu tiên, mình mua cả 100.000 đô thì người ta đâu biết mà mình là ai. Mà mình cũng đâu biết mà người ta là ai. Thì nó hơi khó. Con cái là vừa rồi chị cũng mua hộp xoàn. Cũng là 160 mấy ngàn tiền hộp xoàn nhỏ, hộp xoàn tấm đó quý vị. Yeah. Mà chỉ có 60 mấy ngàn chị trả tiền mặt, còn 100 ngàn thì người ta nói là phải đưa tiền vô trong cái nhà băng của họ khi quay mà nó lia. Nó quay qua, khi mà nó lia rồi thì sau 2-3 tiếng đồng hồ thì họ mới đưa đồ cho mình. Thì tại vì cái ngày thứ hai là show nó đã đóng cửa rồi thì mình cũng sợ người ta cũng sợ mình. Mà cái người đó ở New York, nếu mà ở LA thì dễ rồi. Nhưng mà người đó ở New York thì anh Minh cũng sợ, giống như kiểu Việt Nam đó. Anh Minh nói bây giờ tao vô tao quay tiền cho mấy nhà băng thì mày đưa hộp xoàn liền cho tao. Nó là người Trung Đông, mình cũng đâu có biết nó, mà nó không đâu biết mình. Thì nó sợ cái tiền của mình không có, rồi mình lại sợ hộp xoàn của nó đổi. Cái hai người căng qua căng lại, rốt cuộc thì bây giờ nó bay về New York thì nó sẽ bay qua đây nó gửi hàng. Tại mình cũng biết giới thiệu cho nó cái thương vụ của mình. Mình bán được nhiều, mình mua nhiều, cái giá thành nó rải rẻ. Đó, mình mua tận nơi, bán tận chỗ. Như vậy thì cái giá thành nó lại rẻ quý vị. Cho nên hộp tấm thôi là Miley đã mua gần 200.000 đô la rồi đó. Nhưng mà tuy nhiên một lát nữa đây quý vị sẽ thấy những cái chiếc vòng mà lên 5 hộp rất đẹp, rất sáng. Giá rất là phải chăng, là bởi vì Miley mua rất là nhiều cái số nhiều để gửi đến cho quý vị. Cũng giống như Miley thật sự ra có cũng ở trong tiệm, ở trong Phú Lộc Thọ cả 100 tiệm vàng, nhưng mà rất là ít tiệm đi, toàn là những tiệm lớn thì ít thấy tiệm nhỏ họ đi. Là bởi vì khi mà mình tới đó mình mạnh vốn thì mình nói chuyện mạnh dạn hơn, mình mua được số nhiều thì cái giá thành mình rẻ hơn, thì mình mang về mình phục vụ rẻ hơn thì mình dễ bán. Đó là cái cách phục vụ của Miley. Cho nên quý vị đừng rời khỏi làn sóng của chị em chúng tôi. Từ đây cho tới 40 món rất là hấp dẫn, đồ rất đẹp, rất rẻ luôn quý vị ơi. Số 2, cái nhẫn này thiết kế của Hồng Kông nha quý vị. Cái này là của Hồng Kông, Miley mua của Hồng Kông. Thì Miley nói mua tận gốc luôn quý vị ơi, bán tận tay cho quý vị. Thì cái nhẫn này là nặng 4.6 gram vàng trắng vỏ Hồng Kông, vỏ mới nhất nha quý vị. Gồm có 66 viên hộp xoàn 1 ly 6, 15 đồng viên 1 ly 8 tới 2 ly, bữa nay là 20 đồng. Nhưng mà Miley vẫn tính cho quý vị 15 đồng để cho quý vị dễ hiểu là cái giá mình vẫn còn bán giá cũ nha quý vị. 4.6 gram vàng trắng 85 đồng gram, 66 viên hộp xoàn 1 ly 6 cho tới 1 ly 8, 15 đồng một viên. Chính giữa là 2.5 carat nước ép VS1. Nước ép VS1 nha quý vị. Cái chiều dài của cái hộp nó gọi là Emerald, nhưng mà cái khích của nó là khích sinh khích, nghĩa là cái giác cắt của nó rất là nhiều. Cái giác cắt của nó nhỏ đẹp như hộp tròn vậy. Còn nếu mà mình nói Emerald khích đó, thì cái Emerald khích cái giác nó to, nó không có chiếu. Nhưng mà cái này cái độ chiếu nó rất là đẹp. Nếu mà 2.5 carat mà hộp tròn thì hộp này 2.5 carat tương đương là, nếu mà mình bán sale rồi vẫn là 12.500. Nhưng mà tuy nhiên cái hộp hộp vuông nó vẫn rẻ hơn cái hộp tròn tí. Nó là nước 2.5 carat nước ép VS1 khích sinh khích. Giá tiền của cái, nếu mà là cái hộp này đó mà tính ra Miley mua trên show là 14.000, cái hộp cái vỏ này là 1.150. Tổng cộng số tiền của cái nhẫn này là 15.150 đồng. Ngay bây giờ gọi ngay cho Đức Tiến qua những số điện thoại hiện trên màn hình, quý vị trả chỉ có 7.550 đồng cho nhẫn số 2. Qua số điện thoại của Đức Tiến là 714-622-9573, 714-622-9573, hoặc trả thẻ gọi về anh Minh 714-653-5207. Nếu mà quý vị nào ở tiểu bang khác chơi mà tuần lễ cuối cùng con mình tụ trường vô học đó quý vị, mà quý vị còn đang ở đâu đây đó, đang ở Bô Sa hay là đang lái xe trên đường phố Bô Sa, đang đi chợ hoặc là đang trong phố Lộc Thọ, quý vị mở phone ra coi, quý vị vô YouTube bấm chữ Miley ra mình show. Rồi quý vị thấy là Đức Tiến Official cũng giờ cũng được, hay là phố Bô Sa TV hay là VNA TV,
À, Phố Bosa TV chưa không có lên hả? Em bấm giùm chị Anh Minh. Rồi, nói chuyện rồi. À, xong rồi quý vị sẽ phải vô cái Phố Bosa TV hoặc là Bước Tiến Official. Quý vị mở lên cái Miley làm show trong thương xá Phố Lộc Thọ. Có rất là nhiều ghế với rất là nhiều ghế quý vị ngồi quý vị xem. À, và dạ vâng, đọc lại cùng quý vị số 2 thưa quý vị nha. Số 2, nói chuyện trong đó rồi, đọc tin. Số 2 đó là chiếc nhẫn nặng 4.6 gram vàng trắng, có 66 viên hộp sòn từ 1 ly 6 cho tới 1 ly 8. Hộp ở giữa là 2 carat 50, nước ép VS1 Custom Cut thưa quý vị. Giá tiền cho cái chiếc nhẫn số 2 này là 15.150 đồng. Và bây giờ Miley sale đặc biệt giá chỉ còn là 7.550 đồng cho nhẫn số 2. Tức là cái giỏ là 1.150 như vậy thì còn cái hộp 2 carat rưỡi chỉ có 6.400 đồng cho cái hộp 2 carat rưỡi nước ép VS1 nha quý vị. Cái nhẫn này, cái giỏ Hồng Kông Two Tone, nửa vàng nửa trắng, rất là đẹp ha. Cái này là phải nói là nếu mà không phải đó là người ta nói là cha mẹ không giống giống người mở hàng đó quý vị. Nếu mà thật sự ra, nếu mà Miley bắn vốn, Miley lỗ rất là nhiều công, rồi lỗ 2-3 ngày mình đóng cửa đi, rồi rất là nhiều chi phí ở hotel, đủ thứ tiền phải chi. Nhưng mà Miley bán cho quý vị cái giá phải nói là lấy tiền lại luôn đó. Lỗ tiền công, rồi lỗ tiền hotel, rồi lỗ tiền vé máy bay, lỗ đủ thứ tiền hết. Nhưng mà hộp rất phải nói là cái giá rất là phải chăng. Mình ước ao với một cái hộp mà phải nói là 2.5 carat. Nếu mà là Belgium hôm nay 2.5 carat vẫn là 28.000 cho nước ép, 32.000 cho nước y. Nếu mà quý vị mua hãng Belgium, còn nếu mà mình mua đây là mình không có cần giấy tờ, mình có cái receipt của tiệm vàng Miley. Nếu mà ông xã mua tặng cho bà vợ nhớ cho luôn cái receipt, cần tiền đi kéo máy, cần tiền đánh bài mua vé về Việt Nam thì quý vị cứ mang tới ký gửi cho chúng tôi, hoặc là quý vị cần tiền quý vị có bán lại được cũng không sao. Cho nên quý vị cứ việc thoải mái mà mua, có tiền thì mua đeo chơi làm của, không có tiền cứ mang lại bán cho chúng tôi. Đó là cái phương châm mà làm việc của tiệm vàng Miley. Thì cái nhẫn này là vỏ Hồng Kông, nặng 4.6 gram vàng trắng, nửa vàng nửa trắng thu thô nha quý vị, gồm có 66 viên hộp sòn 1 ly 6 cho tới 1 ly 8, chính giữa là 2 ly rưỡi, 2 carat rưỡi nước ép VS1. Cái hộp này là custom cut, nghĩa là cái giác cắt của giống như hộp tròn, 15.150 đồng. Ngay bây giờ gọi cho Đức Tiến, quý vị trả chỉ có 7.550 đồng cho cái nhẫn số 2. Mọi chi tiết gọi về cho Đức Tiến là 714-622-9573 hoặc trả thẻ gọi về 714-653-5207. Tiếp đến là cái nhẫn số 3. Cái này là GAA nè quý vị. Cái này là GAA, có giấy chứng nhận của quốc tế với cái hộp xoàn màu vàng. Hồi nãy là Miley nói là cái màu vàng kia đó là yellow citrin, còn đây là yellow diamond, có giấy tờ của quốc tế GAA. Thì cái nhẫn này nặng 11.1 gram vàng trắng, thiết kế của Ý, gồm có 138 viên hộp xoàn 1 ly 3, 1 ly rưỡi cho tới 2 ly 2 cho cái vỏ. Một viên ở chính giữa là cái nhị, nó gọi là custom cut luôn quý vị, nhưng mà nó là vuông, hình vuông, còn ở kia là hình dài một tí. Nó là hình vuông 1 carat 60 GAA yellow, nó là yellow diamond nha quý vị, GAA giấy tờ quốc tế của GAA, 1 carat 60 VS1. Giá tiền bây giờ Miley tính bổ đồng cho cái nước khắc á, nếu mà là nước khắc á là 8.600 một ca, mình nhân lên cho 1 carat 60 8.600. Nhưng mà Miley làm toán trừ luôn quý vị, Miley làm có 7.600, mình nhân lên cho 1K60 cộng với cái vỏ này là 2.250 nha quý vị, 2.250 cho cái vỏ, mình nhân lên cho cái hộp sòn 1K60, giá tiền của cái nhẫn GAA giấy chứng nhận của quốc tế 1K60 VS1 là 15.650 đồng. Ngay bây giờ gọi cho Đức Tiến, vị trả chỉ có 8.650 đồng cho cái nhẫn số 3. Quý vị đang xem trên màn hình đó là chiếc nhẫn số 3. Chiếc nhẫn này nặng 11.1 gram vàng trắng, có 138 viên hộp sòn từ 1 ly 3 cho tới 1 ly rưỡi cho tới 2 ly 2. Và đặc biệt là viên hộp sòn lớn ở giữa là 1 carat 60 GIA VS1 GIA VS1 thưa quý vị. Giá tiền đó là 15.650 đồng. Và bây giờ Miley sale giá chỉ còn là 8.650 đồng cho chiếc nhẫn số 3 với viên hộp xoàn lớn ở giữa là 1 carat 60, có giấy chứng nhận của GIA VS1 thưa quý vị.
từ 15.650 đồng Mali sale xuống chỉ còn 8.650 đồng cho chiếc nhẫn số 3. Một lần nữa, mọi chi tiết quý vị gọi về số phone đang có trên màn hình là 714-622-9573. Quý vị ở xa có thể tham khảo thêm chi tiết cùng với anh Minh. Số anh Minh là số phone trả thẻ 714-653-5207 cho chiếc nhẫn số 3, thưa quý vị. Số 3. Tiếp đến là số 4. Tiếp đến là chiếc nhẫn số 4 là nhẫn nam, nhẫn đàn ông. Chiếc nhẫn này nặng 9g vàng 18, màu vàng, có 18 viên hộp xoàn 2 ly, 12 viên hộp xoàn 2 ly chính và hộp xoàn lớn ở giữa là 6 ly rưỡi, tương đương là 1 carat 05, nước ép VVS, giá tiền là 6.950 và Mali sale đặc biệt cho chiếc nhẫn này chỉ còn là 3.550 đồng cho nhẫn đàn ông. Wow. Hấp dẫn không quý vị? Màu cái vỏ không là hết 1.500 rồi. Coi như là cái hộp chỉ còn có 2.050 cho 1.005, rất là đẹp luôn. Cái này là tất cả những cái món mà hộp xoàn mang về để mở hàng. Cái vỏ này mình có sẵn nha quý vị. Nhưng mà Miley tất cả mang những cái về hàng mới về là Miley giống như là Miley muốn cho quý vị mở hàng, cho Miley xin cái lọc. Tức là bữa nay chỉ muốn tiền vô thôi chứ không cần lời nha quý vị. Nhẫn số 4 thiết kế của Ý, vỏ vàng 18, nặng 9g vàng 18, màu vàng, có 18 viên hộp xoàn 2 ly và 12 viên hộp xoàn 2 ly chính ở trên mặt đó quý vị. Và chính giữa là 6 ly rưỡi, 1 carat lẻ 5 nước ép VVS2. Thường thường nước ép VVS1 bữa nay là 5.500, nước ép VVS2 là 5.000 nha quý vị. 1 carat lẻ 5 là khoảng 5.000 mấy, cộng luôn cái vỏ là 6.950 đồng. Tuy nhiên ngay bây giờ gọi cho Đức Tiến quý vị trả chỉ có 3.550 đồng cho cái nhẫn số 4. Một chi tiết gọi về cho Đức Tiến là 714-622-9573 hoặc là số trả thẻ cùng anh Minh 714-653-5207. Anh Minh đang mở cửa chào đón quý vị tại tiệm vàng Mali. Nếu mà quý vị nào đang đi trên phố Vua Sa hoặc là đang ở tiểu bang khác qua chơi mà chưa đi về, cứ ghé vào tiệm vàng Mali để xem, không cần trả tiền cũng được quý vị. Tiệm vàng Mali có xài thẻ Visa Mastercard. Tất cả những cái thẻ nào mà có tiền Mali đều xài dùm cho quý vị hết. Còn nếu mà quý vị nào mà cứ vô xem hàng rồi mình đặt cọc tiền, rồi khi mà mình trong thẻ mình không đủ tiền, mình cứ về tiểu bang lại, rồi quý vị bỏ tiền vô. Ở đây anh Minh gửi hàng cho quý vị khắp nơi trên toàn nước Mỹ nha quý vị. Tất cả những ai ở khắp nơi trong nước Mỹ, 52 tiểu bang, anh Minh đều gửi đi cho quý vị hết. Nhẫn số 4 giá tiền là 6.950, sale 3.550 đồng cho nhẫn số 4. Tiếp đến là nhẫn số 5. Nặng 8g vàng trắng, có 110 viên hộp xoàn 1 ly rưỡi, ly 8 cho tới 2 ly, 2 ly 2, chính giữa là 7 ly 95, tương đương 2 carat lẻ 5 nước ép VVS2, nước ép VVS1 đó là 19.900, nước ép xin lỗi 19 chỗ khác 19.900 nhưng mà tiệm vàng Mali bán có 19.500, mà nước ép VVS2 đó vẫn là 16.500 nha quý vị. Cái này là nước ép VVS2 16.500. Nhưng mà anh Minh làm toán trừ có 16.000 mà thôi, cái vỏ này là 2.500. Wow. Vỏ này thiết kế của Ý rất là hoành tráng. Đẹp, mấy cái này là mấy cái style của Miley đó. Miley thì thích mấy bự cái style to bự bự gì nó tương xứng với cái người của mình đó. Thì cái này là 16.000. Cái vỏ này là 2.500, là 18.500 đô la. Ngay bây giờ gọi cho Đức Tiến vì trả chỉ có 9.500 đồng cho cái nhẫn số 5. Mọi chi tiết gọi cho Đức Tiến là 714-622-9573 qua đường lai gửi thẻ 714-653-5207, nhẫn số 5, 18.500, sale 9.500 đồng. Dạ vâng, đang có trên màn hình đó là chiếc nhẫn số 5. Số 5 thưa quý vị, chiếc nhẫn này nặng 8g vàng trắng, có 110 viên hộp xoàn từ 1 ly rưỡi tới 1 ly 8, tới 2 ly tới 2 ly 2 và viên hộp xoàn lớn ở giữa là 7 ly 95, tương đương là 2 carat 05, nước ép VVS, giá tiền cho chiếc nhẫn số 5 này là 18.500 đồng. Và bây giờ Mali sale gần như là 50% cho quý vị, chỉ còn là 9.500 đồng cho chiếc nhẫn số 5. 7 ly 95 tương đương là 2 carat 05 thưa quý vị. Đẹp ha, nếu mà thật sự ra Mali làm giấy tờ thì Mali bán cái nhẫn này trên 15.000. Nhưng mà tuy nhiên là quý vị biết là tiệm vàng Mali có mặt trong cộng đồng người Việt tại Nam Cali trên 22 năm rồi. Tất cả mua bán đổi trả một cách rất là đơn giản dễ dàng, khi mà quý vị cần chỉ cần cầm cái receipt thôi là quý vị ra lấy tiền lại thôi. Có những khi mà Miley nhìn cái mặt là quý vị quen quá còn không cần phải thử, chỉ có những nhìn vô cái receipt là có sửa sai, mình coi có phải cái nhẫn này của mình không thì mình mới cân lại thôi. Chứ thật sự ra tất cả những ai mà mua hàng
rồi đã từng bán lại. Bữa nay rất là nhiều người ở tiểu bang khác mang lại tới bán. Tất cả những cái món hàng mà khi mà quý vị mua trong tiệm vàng Miley, dù là vài chục đô la hay là vài chục ngàn đô la, quý vị cứ yên tâm về ngủ ngon. Cần tiền đi kéo máy, đánh bài, mua vé về Việt Nam đi du lịch, cần tiền gửi về Việt Nam cho gia đình. Ở Việt Nam bây giờ mình đang khó khăn lắm, có nhiều cái chỗ chị nghe cái tin mà không biết có đúng không Đức Tiến. Dạ, sao người ta đọc tin đó là ở Bình Dương bệnh rất là nhiều. Dạ. Và có một số người ở ngoài tỉnh Bình Dương, họ đi vào Bình Dương sống đó, thì họ mới phá cái rào của bệnh viện để vô giật cơm ăn. Có một cái tin nói như vậy, nhưng mà mình không biết đúng không. Thật nhưng mà chị rất là đau lòng đau buồn, nhưng mà bây giờ mình muốn đem tới tận tay cho những người đó, nhưng mà không biết cách nào để mình cho. Rất là tội nghiệp. Hello. Nó rất là tội nghiệp. Hello. Nhưng mà cho phải cho tận tay, đúng tận người nó mới có ý nghĩa, phải không ạ? Cho nên Miley thấy rất là tội nghiệp, nghe một cái tin như vậy rất là đau buồn. Đồng người ta cũng là một cái con người, người Việt Nam cũng máu đỏ da vàng giống như mình. Tại sao mình ở Mỹ mình quá là nhiều may mắn luôn quý vị. Nhiều khi Miley thật sự ra Miley mập là vậy đó. Nhiều khi mình ăn cơm, cái mình ăn chung với con, ăn chung với ông xã, cái những cái đồ dư cái mình phải ăn ráng, mình thấy người ta đói khổ đó mình phải ăn ráng. Cái đâm ra nó bị mập chứ không có gì hết. Cho nên cái chị nghe một cái tin ở Bình Dương là như vậy. Trong tất nhiên em cũng đang làm á, bên hội của Đức Tiến cũng đang làm là hội từ thiện trái tim Việt Mỹ á. Thì tất cả những gì tụi em gửi về thì bên đó có những người đại diện mà họ được có cấp cái giấy phép mà để mà họ tỉnh đi nào? Thì mình muốn làm tỉnh nào thì họ có chia cái nhóm nó đi làm. Tức là không phải ví dụ như là ở đó ở Sài Gòn thì có một cái người trưởng nhóm ở đó, mình là muốn làm tỉnh Bình Dương thì họ mới chia cái phần nó xuống Bình Dương. Rồi dưới Bình Dương có đại diện đi làm, và đi làm thì có hình ảnh gửi cho mình. Ví dụ như tiệm vàng Mali ủng hộ thì nó ghi cái bảng đây là những phần quà của tiệm vàng Mali ủng hộ cho. Còn mình muốn làm ở Sài Gòn thì ở đây ở quận nào nó có cái tiệm, mình bắt đầu chưa khi nào mình mới bắt đầu? Mà mình bắt đầu từ bữa giờ vẫn làm la ra. Nhưng mà đã ai cho tiền gửi tận nơi để làm những cái đó chưa? Cái là bản thân bên em và các anh chị đã tự bỏ tiền ra ủng hộ rồi, mọi người cũng có cho. Bữa giờ người cho 100, 200. Nhưng mà đã cho chưa? Đã bắt cho đầu rồi, chưa? Đã bắt đầu làm chưa? Đã bắt đầu làm rồi. Có từ bữa ai giờ làm ở tỉnh Bình Dương không? Bây giờ chị Bình Dương ủng hộ. Thì chưa. Ok, hiện bây ở Sài Gòn chị ủng không hộ à? Cho người Bình Dương 500 đồng. Rồi. Khi nào làm? Nếu chị muốn thì em sẽ, trong hôm nay là mình là thứ ba, thì trong tuần này em nhận tiền em báo đó, em báo chuyển cho về. Người ta cơm, những người người ta đang rồi. Khó khăn mà cho tận tay những người đó, cho tận tay luôn chị. Dạ. Mà về tới nơi là chị mua mấy tấn gạo chị cho luôn, nhưng mà bây giờ làm sao quý vị? Mẹ Hello. Mình chết mình còn chưa về được nữa làm sao? Miley cũng muốn là những cái phần gạo mà thường là hàng năm Miley cho mấy tấn á, là mẹ chính tay của mẹ Miley phát, nhưng mà mình muốn hồi hướng là chính tay của mẹ Miley phát để đến tay cho những người đang cần cho. Đó, thành thử ra là như vậy. Thì bây giờ trong cái thời gian mà mình chưa biết như thế nào, mình chưa biết người ta giúp ra sao, thì bây giờ mình cứ cho trước 500 đồng cho những người tới Bình Dương. Chị muốn thấy người ta được nhận cái số quà mà chị cho. Đi đến phát tận nơi cho mình luôn, và có cái bản là thanh kiệm mẹ Miley tặng cái đó. À, có làm chị muốn em làm người, người ta được nhận chính cái đồng tiền của mình làm cực khổ. Đúng rồi. Chứ còn nói tên Miley thì cũng không cần thiết lắm đâu, nhưng mà mình muốn là người ta nhận được, chính cái người mà cần nhận thì sẽ nhận được. Đó là như vậy. Miley nhận số 5 giá tiền là 18.500. Mình sale 9.500 nha quý vị. Mọi chi tiết vào quý vị gọi về cho Đức Tiến, thì đường like Đức Tiến rất bận giúp gì cho Miley. Nếu mà anh gọi cho anh Minh là like thứ 3 7146535207, 7146535207. Nếu mà quý vị nào mà gọi anh Minh không được, quý vị cứ đi thẳng ra tiệm vàng Miley đang mở cửa chào đón quý vị. Tuy nhiên là Miley nghỉ một tuần vừa rồi, nhưng mà tiệm vàng Miley hiện nay anh Minh đang ở tiệm chào đón quý vị. Nếu mà quý vị gọi cho Đức Tiến bận thì quý vị cứ thách vô. Sau cái chương trình này, trong thời gian ngắn nhất, Miley sẽ gọi lại cho quý vị. Nhận số 5 em đọc lại hấp dẫn quá. Cái này đẹp quá trời, cái này hoành tráng lắm mà. Cái này là cái xì tai của chị đó. Nhưng mà nhìn á, nhìn trên cao xuống á thì rất là dày, rất là to. Mà nhìn từ bên hông nhìn qua rất là thanh, rất là mảnh, rất là đúng cao rồi. Và bốn cái chấu của nó là nhận lên, là tôn lên cái hộp lên, đúng vậy rồi. Thấy không? Việt Nam mình thích cao đó, cao vậy đó. Cao to, tức là nhìn hướng nào cũng thấy là quá đã. Nhìn cái phải nói chứ mình trả tiền có mấy ngàn, chưa tới 10 ngàn, mà nhìn cái này hoành tráng giống như là 60-70 ngàn. Đúng không vậy? Không quý vị. Dạ, chiếc nhẫn số 5 của quý vị xem trên màn hình là chiếc nhẫn này nặng 8 gram vàng trắng, có 110 viên hộp xoàn từ 1 ly rưỡi tới 1 ly 8 tới 2 ly tới 2 ly 2, và hộp xoàn lớn ở giữa là 7 ly 95 tương đương là 2 carat 05 nước ép VVS, giá tiền là 18.500 đồng. Và bây giờ sale chỉ còn là
9.500 đồng cho chứng nhận số 5. Lý ra là Miley phải bán 9.850 mới có lời đấy quý vị. Nhưng mà thôi, nhân cái dịp này vừa muốn mở cái mở hàng, vừa muốn lấy tiền lại bớt, mua quá nhiều. Thật sự ra mua quá nhiều luôn, muốn lấy tiền lại bớt thôi. Nhìn rất là hoành tráng luôn. Nó thật ra những cái giỏ này thường thường Miley mà mua được, Miley phải phải giữ lại, Miley đeo trước Miley mới bán. Nhưng mà thật sự ra cái này nhìn hoành tráng lắm quý vị ơi. Bữa nay giỏ nhỏ có, giỏ lớn có, Miley để đủ mặt hàng để cho quý vị lựa chọn. Thì ví dụ như bây giờ cái giỏ này trị giá là 2.500, thì mình còn có hộp lại 2 carat 5, 8 ly, với 8 ly mẹ đi ông mình không biết tao, 7 ly 95, quý vị. Là bởi vì 8 ly thì nó nằm cái kim bên này giống như mình cân vậy, nó ngang ngang như vậy đó. Ở Việt Nam mình cái cân ngang tràn không chịu đâu, phải cân giác một chút. Thì người Việt Nam là như vậy, phải giác một chút anh Minh mới chịu. Cái này qua cái cây kim mà nó chưa tới số 8 thì mình vẫn là 7 ly 95 nha quý vị. Nhưng mà tuy nhiên là cái này hộp này nó hơi dày cơm chút xíu, như Việt Nam mấy bà bác á, lớn tuổi đó thích hộp dày đó. Cái này dày cơm tí là 2 carat 5, chứ thường thường là 7 ly 8, 7 ly 9 là 2 carat, nhưng mà cái này là 2 carat 5, tương đối dày cho mình nhận cao, mình không sợ bị mẻ. Số 5 18.500, sale 9.500 đồng cho món số 5. Dạ vâng, rồi tiếp đến là món số 6 thưa quý vị. Số 6 là cái lắc tai dài 7 inch, vàng là nặng 12.5 vàng 18 màu vàng, 12.5 gram vàng 18 màu vàng, có 7 viên hộp sòn 3 ly 3 nước y VVS1. Giá tiền cho cái lắc tai màu vàng là 2.550 đồng. Bây giờ Mali sale chỉ còn 1.350 đồng cho màu vàng. Tuy nhiên là nước tiếng đọc màu vàng nhưng mà nó vẫn là thu thô nha quý vị, nửa vàng, những cái hộp sòn là nửa trắng à. Nó giống như đồ hiệu vậy đó, mình nhìn vô là biết đồ hiệu liền, nó giống như cái đồ hiệu như vậy. Còn cái màu trắng đó, mình có thể làm với những cái vòng, cái vách tròn nó là màu vàng cũng được, mình làm thu thô cũng được. Nhưng mà tại vì Miley mua sao bán vậy, nếu mà ai thích làm thì mình làm, mình trả tiền thêm 20 đồng, mình cứ làm thêm y chang như màu vàng là cái ổ trắng, còn kia là màu vàng ổ trắng, còn này màu trắng mình làm ổ vàng cũng được, trả thêm 20 đồng. Nhưng mà tại vì Miley luôn luôn là bán đồ original, tức là mình mua sao bán vậy, mua sao bán y chang vậy, còn chừng nào khách yêu cầu thì Miley sẽ làm. Thì cái lắc tay số 6 đó là Đức Tiến đã đọc rồi, cái màu vàng á, giá tiền là 1.350. Tiếp đến là cái màu trắng á, cũng là cái màu trắng, cũng là chiều dài là 7 inch nha quý vị, nặng 12.5 gram vàng trắng giống nhau, mà nó chỉ có 5 viên hộp sòn 3 ly 3, cái kia là 7 viên, cái này là 5 viên hộp sòn 3 ly 3 nước y VVS1. Giá tiền của cái số 7 màu trắng là 2.150. Ngay bây giờ gọi cho Đức Tiến thì trả chỉ có 1.150 đồng cho cái màu trắng số 7. Mọi chi tiết gọi về cho Đức Tiến là 714-622-9573 và trả thẻ gọi anh Minh 714-653-5207. Tức là màu vàng bao nhiêu em? Màu tức là cái lắc tai số 6 màu vàng thì giá của nó là 1.350 đồng, và cái lắc tai số 6 màu trắng giá là 1.150 đồng. Quý vị nào thích màu gì gọi về ngay bây giờ, chúng ta lựa chọn theo lựa chọn màu theo ý của quý vị. Gọi về anh Minh trả thẻ là 714-653-5207. Tiếp đến là số 7 là cái vòng tai size 54, vàng là nặng 21.5 gram vàng trắng, 21 viên hộp sòn 2.5 ly, 8 viên hộp sòn 5 ly cho tới 5 ly mốt nước y, trong đó có 4 viên nước y VVS và 4 viên nước y VS1. Giá tiền cho cái vòng tai số 7 này là 11.950 đồng, và bây giờ Mali sale chỉ còn 5.750 đồng. Đó, người ta nói cha mẹ không giống giống người mở hàng đó quý vị. 5 ly tới 5 ly mốt mà nước y hộp đẹp lắm. Cái giá tiền mà phải chăng vừa túi tiền. Thường là quý vị mua tất cả những cái mẫu mã vòng này ở tiệm khác thì người ta chỉ là có 6 ly thôi. Xin lỗi, có 6 hộp mà thôi. Nhưng mà Miley thì không muốn giống ai hết. Miley custom made, đặt thêm hãng nó làm cho Miley là 8 viên. Quý vị thấy lạ không? Thay vì mình đeo hết cái vòng này thì cái giá tiền nó lên tới mười mấy 20 ngàn, nó hơi nặng đi. Nhưng mà tuy nhiên là nó qua khỏi, nó vừa đủ cái cùm style, cái cùm xương của mình đó, thì nó đi toàn, nó đi xuống dưới luôn á thì là vàng. Chứ thật ra cái kiểu vòng nó oval, nó không có lật. Còn nếu mà nó giống như là cái lắc chạy vòng vòng á thì mình sẽ bị cái mặt lắc vàng nó lật lên trên. Còn cái này cái vòng nó không có chạy, cho nên nó cả luôn cái cầm tay của mình luôn, ở phía nằm ở phía dưới thôi nó mới là vàng, còn ở trên là 8 viên. Tất cả những cái mặt hàng này mà quý vị đi tiệm khác chỉ là 6 hộp mà thôi, nhưng Miley làm 8 hộp, là một con số 8. Thường thường người Hoa đó, Đức Tiến may mắn người ta thích số 8 lắm, là một cái con số lucky. Không chừng đi cái máy ăn đó, thành thử ra anh Minh nói lúc nào cũng làm số 8. Người Việt mình thì thích số 9, nhưng mà người Hoa thì thích số 8 quý vị. Nếu mà quý vị vô tiệm vàng Miley
5 ly đó, nước EVS One là 1150, 5 ly nước EVS One mỗi nay là 1450, mà 5 ly 1 là 1000. Nếu mà quý vị mua 5 ly 1 đó là 1250, nhưng mà 5 ly 1 trong này có 4 viên. 5 ly 1 mà 5 ly 1 mà 4 viên VVS, Miley vẫn tính cái giá bổ đồng luôn là 1150, thay vì là 1250, Miley vẫn làm tính 1150, nhân lên cho 8 viên là bao nhiêu quý vị, rồi xong rồi mình cộng là vàng là 21.5, 85 đồng 1 gam, nổi tiền vàng không là 1800 mấy chục đồng, cộng thêm 21 viên hộp 2 ly rưỡi, mỗi viên là 40 đồng thay vì 45 đồng mua lẻ, nhưng mà Miley tính 40. Miley thấy mấy cái làn sóng khác họ tính 2 ly rưỡi là 65 đồng, nhưng mà tại vì Miley mua được tận nơi, bán tận tay cho quý vị, cho nên quý vị tính cái giá thành nó rẻ. Mà chưa dừng ở nơi đây, 21 viên 2 ly rưỡi nhân cho 40 đồng nha quý vị, thay vì chỗ khác họ nhân 45 đồng, 8 viên hộp xoàn 5 ly mỗi viên là 1150, 4 viên hộp xoàn 5 ly, 4 viên hộp xoàn 5 ly 4 là 1250, nhưng mà Miley vẫn tính làm toán trừ, vẫn tính 1450 nhân lên cho 8 viên, cộng với tiền vàng, cộng với 21 viên hộp xoàn 2 ly rưỡi, giá tiền của tổng cộng số 7 là 11.950 đồng. Còn chưa dừng ở đây, ngay bây giờ gọi cho Đức Tiến, quý vị trả chỉ có 5.750 đồng cho 8 viên hộp xoàn 5 ly tới 5 ly 1, nước EVS2 và nước EVS1, 5.750 đồng cho vòng tài số 7. Dạ, chi tiết gọi về là 7146229573 và trả thẻ vẫn gọi về anh Minh 7146535207 cho vòng tay số 7. Đọc nhanh là quý vị, vòng tay số 7 là size 54, vàng là nặng 21.5g vàng trắng, có 21 viên hộp xoàn từ 21 viên hộp xoàn 2 ly rưỡi, 8 viên hộp xoàn từ 5 ly tới 5 ly 1 nước y. Giá tiền là 11.950 đồng, và bây giờ Mali sale chỉ còn 5.750 đồng cho số 7. Tiếp đến là món số 8 là lắc tai. Lắc tai này dài 6.5 inch, vàng là nặng 17 gram vàng trắng, có 52 viên hộp xoàn 2 ly 6 nước y VS1, giá tiền là 4.375 đồng, và Mali sale chỉ còn 2.275 đồng cho cái lắc tai số 8, thiết kế của Ý nha quý vị. Kiểu này rất là đẹp luôn. Cái kiểu này là tức là khi mà quý vị đeo lên thì thấy hộp xoàn không thấy vàng. Tuy nhiên là đồ của Ý nó rất là dày dặn, nhưng mà nó nằm ở phía dưới. Đồ của Ý thì quý vị biết là lúc nào cũng nặng, dày, chắc lắm. Chỉ có đồ Hồng Kông thì họ làm mỏng mảnh theo cái kiểu người Á Đông của mình, nhưng mà Italy người ta to to, bự bự, quý vị thấy không? Người nào người thì người nấy bự gấp đôi người mình luôn. Thành thử ra họ làm dày mà to. Thì cái này thiết kế của Ý chiều dài là 6.5 inch. Hồi nãy Miley quên nói là cái vòng số 7 đó size 54, tuy nhiên mình vẫn sửa được nha quý vị. 54 sửa 52 được, sửa 56 được. Cho nên mình làm cái size ở chính giữa đó. Thành thử ra quý vị nào mà nhỏ con size 52, Miley cũng sửa được, 50, 52 sửa được hết. Còn 50, ai mà to giống như Miley là đeo 56, tức là 150 pound cho tới 185 pound. Mình đeo 56, Miley vẫn sửa được cho quý vị là cái size 54 vừa rồi, là cái dòng tay số 7 đó nha quý vị. Nó rất là đơn giản mà học toàn là học 5 ly với 5 ly 1. Thì cái số 8 này đã chịu dài 6.5 inch là lắc tai, còn cái này là vòng. Cái này lắc tai thiết kế của Ý, nặng 17 gram vàng trắng, 52 viên hộp xoàn 2 ly 6. Nước Y VS1, giá tiền của 2 ly 6, mỗi một viên như vậy là Miley bán 55 đồng. Nhưng mà trong chương trình này mình tính 50 làm toán trừ nha quý vị. Rồi 50 đồng một viên cho 52 viên, cộng với lại tiền vàng nha quý vị. Nước Y VS1, giá tiền của cái lắc tai số 8 là 4.375 đồng. Ngay bây giờ gọi cho Đức Tiến, vì trả chỉ có 2.275 đồng cho lắc tai số 8. Chi tiết gọi về cho Đức Tiến là 7146229573, và trả thẻ gọi về anh Minh 7146535207. Tiếp đến là cái vòng số 9 size 53. Size 53 mình cũng sửa được luôn, 50, 51, 52 mình cũng sửa được luôn, 53 từ sửa 54, 55, 56 cũng được luôn. Cho nên cái size luôn luôn á là rất là khó. Có nhiều chị thì nhỏ con thích đeo đồ to, mà có nhiều chị bự con nhưng mà cái tay nó nhỏ. Cho nên Miley vẫn làm cái size chính giữa để chi, để Miley dễ sửa cho quý vị. Thì cái vòng tay số 9 là size 53, sửa 54, 55, 56 được, 53 mình sửa 51, 50 cũng được luôn. Vòng tay số 9 là size 53, nặng 20.5g vàng trắng, có 60 viên hộp xoàn 2 ly 2 và 5 viên hộp xoàn 5 ly nước EVS1. Giá tiền 5 ly EVS1 hồi nãy Miley nói là 1.150, mình nhân lên cho 5, cộng với 20.5g vàng, 85 đồng gan, tiền vàng là 1.740 mấy đồng nha quý vị. Rồi 60 viên hộp xoàn 2 ly 2, mỗi viên là 25 đồng.
cộng với 5 viên hột xoàn, 5 ly nước EVS One là giá tiền là 1.150, cộng tổng cộng số tiền của vòng tay số 9 là 9.150 đồng. Ngay bây giờ gọi cho số 9 người trả chỉ có 4.550 đồng cho cái vòng tay số 9. Và số phone vẫn là 7146229573, anh Minh 7146535207. Tiếp đến là số 10, số 9 là cái vòng tay size 53, vàng là nặng 20.5 gram vàng trắng, có 60 viên hộp xoàn 2 ly 2, 5 viên hộp xoàn 5 ly, nước y VS1, giá tiền là 9.150 đồng. Và bây giờ Mali sale vòng tay số 9 chỉ còn 4.550 đồng cho vòng tay số 9. Tiếp đến là số 10 là lắc tai, thưa quý vị. Lắc tai số 10 này đập màu trắng trước cho quý vị, là dài 6.5 inch, vàng là nặng 20.7 gram vàng trắng, có 57 viên hộp xoàn 2 ly 9, nước D VS1, giá tiền là 7.550 đồng. Mali sale chỉ còn là 3.550 đồng. Đúng không? Cái số 10 á, em sửa làm chỉ số 3 đi. Số 3 cái này sai rồi anh Minh. Số 10 đó, số 10 nè, em sửa cái này số 3. Số 3, số 3 chứ không phải số 2. Ok. Không bậy bạ quá trời. Đây đúng không? Ừ. Rồi, em okay. Em gọi liền, em thách liền rồi, chị gọi liền làm ơn. Ok, rồi, chị, chị sửa cái. Rồi. Ông buồn ngủ quá, ông phải... Ok. Em nhìn vô số đúng rồi. Lộn thấy nó. Tiếp đến là cái vòng tay số 10, cái lắc tay cái màu mà trước hết là Đức Tiến đã đọc màu trắng rồi, tiếp đến là mới đọc màu vàng nha quý vị. Cũng là chiều dài 6.5 inch, màu vàng 18, thiết kế của Ý. Có 57 viên hộp xoàn 2 ly 9 luôn. Cái của cái màu vàng là 2 ly 9 mà là nước y. Có 45 viên hộp xoàn nước y VS1 và 12 viên hộp xoàn nước y VS2 là 2 ly 9. Lắc tay này là size 3 ly. Nhưng mà Mai Ly làm 2 ly 9 để tiết kiệm cho quý vị tới 3.000 đô la. Nhưng mà nó vẫn là nhìn thấy 3 ly nha quý vị. Nó là cái lắc tay 3 ly. Khi mà mình trả tiền cho người thợ đó mà làm nhỏ hơn, họ bóp vô mà để cho nó tương xứng với lại cái lắc mình phải trả tiền thêm á. Thành thử ra Mai Ly không có ngại. Mai Ly tiết kiệm tiền cho quý vị 3.000 đô la. Nếu mà là 3 ly VBS1 là 150 đồng một viên, mà bán nửa giá ít nhất cũng phải là còn 7.000 mấy, thì cái này Mali làm cho 2 ly 9 cho quý vị. 2 ly 9 là 125 đồng, 45 viên VBS1, 12 viên nước y VBS2, giá tiền là 7.250. Ngay bây giờ gọi cho Đức Tiến vị trả chỉ có 3.350 đồng cho cái màu vàng số 10. Em đọc lại cái màu trắng giùm chị, để chị gọi cho. Dạ vâng, quý vị đang xem trên màn hình, đó là món số 10 là lắc tai, thưa quý vị. Lắc tai này dài 6.5 inch, vàng là nặng 20.7 gram vàng trắng, có 57 viên hộp xoàn 2 ly 9, nước D VS1, giá tiền là 7.550 đồng. Và bây giờ Mali sale chỉ còn là 3.550 đồng cho lắc tai số 10 màu vàng trắng. Và cũng là số 10 mà lắc tai này cũng dài là 6.5 inch, vàng nặng 18.7 gram vàng 18 màu vàng, có 57 viên hộp xoàn 2 ly 9 nước y, trong đó có 45 viên nước y VVS1 và 12 viên là nước y VVS, giá tiền là 7.250 và sale chỉ còn là 3.350 đồng cho số 10. Như vậy là số 10 chúng ta có hai màu, vàng trắng là 3.550 và màu vàng là 3.350, coi như hơn nhau khoảng 50 đồng, 200 đồng. Nếu mua màu trắng là 3.550 và mua màu vàng là 3.350 đồng thưa quý vị. Và số phone vẫn gọi về là 7146229573. 7146229573 và trả thẻ là 7146535207 thưa quý vị. Tiếp đến chúng ta đến với món số 11 là bông tai vặn. Đây bông tai của đợi nãy giờ đây. Bông tai này nặng đẹp lắm bữa nay. Dạ, 2.4 gram vàng trắng, 2.4 gram vàng trắng, 2 viên hộp xoàn 5 ly 3, nước y VS1, giá tiền là 3.350 đồng và bây giờ Malaysia chỉ còn là 1.650 đồng cho bông tai số 11, 3.350, sale chỉ còn là 1.650 đồng, coi như bớt 50% hơn. Hấp dẫn ha, yeah. Bông tai, lâu lắm rồi mới trở lại những cái chấu mà đơn giản, cái này là thay vì 4 chấu nhưng mà kiểu Tiffany đó, người ta làm 3 chấu để thấy cái hộp xoàn dán lên cái lỗ tai rất là đẹp luôn mà rất là chắc. Cái vỏ thiết kế của Ý gồm có 3 chấu rất là chắc nha quý vị. Thì cái này đó là rất là nhiều chị yêu cầu mà đi làm đơn giản thôi. Thì cái này là 2 viên 5 ly 3 nước EVS1. Thường đó là ta nói cha mẹ không giống giống người mở hàng, 5 ly 3 nước EVS1 là 1.950.
5 ly 3 mà trong tiệm vàng Mai Ly bán có 1850 thôi. 5 ly 3 nước EVS One là 1550 nha quý vị. Hai viên là 3100, cái vỏ 250 là 3350. Nhưng mà Mai Ly cái này là Mai Ly bán lỗ chổng mông đó. Mai Ly đâu có mua được một viên như vậy. Cái vỏ 250 như vậy Mai Ly đâu có mua được 700 đồng cho 5 ly 3 nước EVS One đâu. Nhưng mà tại vì chính vì mở hàng Mai Ly mua trên 100 mấy chục ngàn cái lô hộp này luôn á quý vị. Trả 61.000 tiền mặt đó, bây giờ họ đang bay đem qua cho chị nữa. Là mua nhiều như vậy thì mới có cái giá đó, mà còn bán dưới giá thì thử hỏi làm sao mà quý vị mua chỗ khác được. Thì cái số 11 là bông tai ba chấu thiết kế của Ý, cái vỏ rất đẹp rất dày. Nó giống như là cái kiểu Tiffany vậy đó, nhưng mà nó dày lắm. Mình đeo vô là bông tai vặn, nhưng mà giống như cái dán lên cái hộp trên xoàn lên lỗ tai vậy quý vị. Thì cái bông tai này nó là 245 vàng trắng, hai viên hộp xoàn 5 ly 3 nước EVS One 1550 đồng, ba hai hộp là 3100, cộng với vỏ 250 là 3350. Ngay bây giờ gọi cho Đức Tiến bị trả chỉ có 1650 đồng cho cái bông tai số 11 với 5 ly 3 nước EVS One. Qua số điện thoại của Đức Tiến là 714 622 9573, và trả thẻ vẫn gọi về anh Minh 714 653 5207. Đó là số 11. Tiếp đến là số 12, bông tai đẩy nha quý vị, nặng 240g vàng 18, gồm có 32 viên hộp xoàn 1 ly 6, 2 viên hộp xoàn 5 ly 7, chính giữa là nước EVS One. 5 ly 7 nước EVS One là 2750, 5 ly 7 nước EVS One là 2450, nhưng mà trong chương trình này mình tính có 2350 là 4700 cộng với lại cái vỏ nữa. Cái vỏ này 650, nhưng mà anh Minh tính có 550 à. 550 với 4.700 là 5.250 đồng cho bông tai số 12. Nhưng chưa dừng ở đây, ngay bây giờ gọi cho Đức Tiến, quý vị trả trọn đôi bông số 12 chỉ có 2.550 đồng cho bông tai số 12. Bông tai số 12. 12 là đôi bông tai đẩy vàng nặng 2.4g vàng 18 màu vàng, có 32 viên hộp xoàn 1 ly 6, 2 viên hộp xoàn lớn 5 ly 7, 2 viên hộp xoàn 5 ly 7 nước EVS One, giá tiền là 5.250 và bây giờ sale chỉ là 2.550 đồng cho số 12. Quá đẹp. Cái luôn. Này là cái này nó thật sự ra cái này giống như là mình mới bắt đầu mở tiệm mới tiếng, người ta nói cha mẹ không giống mới mở hàng 5.7. 2.750 mới là giá vốn, chuyện biết ông Minh ông buồn ngủ, ông thấy cái trên sai cái dưới cũng sai luôn. Thường thường á đi chơi vậy là còn dư âm. Dạ, còn dư âm còn lại. Thật sự ra mấy ngày trên đó đâu có ngủ đâu. Là tại vì nó ùng đùng rầm rầm mà không quen mình không quen. Chứ nhất cái thứ hai nữa là không thể nào đi lên chứ đó, mình không đi kéo máy được. Mình chịu không thiệt, thể ngủ, mình chịu không thiệt, thể ngủ tại lát đi gấp. Mình chịu thiệt rồi. Mình chịu thiệt chứ thật ra chị kéo một máy một sen thôi chứ thật. Cho vui thôi. Chị đi mua một cái bóp 5-7 ngàn chị mua, nhưng mà không thể nào nguyên một đêm chị thua tới 500, 300 là chị buồn ngủ rồi. Chứ người có ăn có thua thì vui. Yeah. Còn không có ăn ăn tiền thì mang về cho từ thiện, chứ mình cũng không phải tiền của mình cũng không cần để giữ đó. Yeah. Thành thử ra chị là không có máu đó, nhưng mà chị có thể mua cái bóp hoặc là quần, chị có thể đi shopping một lần 10 ngàn, nhưng không thể nào đi sòng bài thua một lần 3 ngàn hết. Đó là cái số 12 nha quý vị. Cái này anh Minh buồn ngủ, cái vỏ này không là Mai Ly bán 750 rồi, thấy không? Như vậy còn một cặp 5 ly 7 nước EVS One thì có 1.500 sao? 550 còn có 2.000, mỗi viên có 1.000 chứ không tới 1.500 nữa, mỗi viên có 1.000. Rồi bông tai số 12 hấp dẫn, em đọc lại cái bông tai số 12. Số 12 nha quý vị, ai nhanh tay gọi về lấy liền nha. Bông tai số 12 là bông tai đẩy vàng nặng 2.4g vàng 18 màu vàng, có 32 viên hộp xoàn 1 ly 6, 2 viên hộp xoàn 5 ly 7 nước EVS One, giá tiền là 5.250 đồng. Bây giờ Mali sale giá chỉ còn 2.550 đồng. Phải 2.700 không, em có đọc lộn không? Bây giờ thở là đọc lộn lắm, trừ lương á. 2.550. Anh Minh bữa nay buồn ngủ rồi. Rồi đúng là này phải hai, ít nhất là 2.650. Cái là vốn của chị luôn đó. Chị nói ông biết vốn thôi, nhưng mà là tại vì Mai Ly vừa mới về, Mai Ly thật sự ra muốn lấy tiền lại thôi quý vị ơi, chứ cũng đâu có đến nỗi nào bán tệ như vậy. Nếu mà tính cái vỏ này 750, cái vỏ này là không thể nào mà tính 550 được. Cái vỏ này chị cũng mua 600 mấy. Thì bây giờ cho 650 vốn đi. Như vậy 650 thì còn có 1.900, mỗi viên có 950 mà 5 ly 7 nước EVS One. Ở đâu tìm ra quý vị? Số 12 bông tai này là bông tai vỏ Hồng Kông nè, kiểu donut á. Hai viên ở trong là 5 ly 7 nước EVS One. Thì cái kiểu này là vỏ Hồng Kông kiểu donut, nặng 2.4g vàng 18, 32 viên hộp sò 1 ly 6, 2 viên hộp sò 5 ly 7 nước EVS One. Giá tiền của trọn đôi bông tai số 12 là 5.250 đồng. Ngay bây giờ đọc lộn rồi đó, bán luôn nha quý vị. Gọi cho Đức Tiến, quý vị trả có 2.550 đồng cho bông tai số 12. Rồi,
Tiếp đến là bông tai số 13, cũng là bông tai đẩy. Cái hộp này nó hơi to. Nếu mà cái này là dặn chứ đâu phải đẩy đâu. Đúng không? Cái này vặn mà. Đó, em thấy cái ổng buồn ngủ, ổng buồn ngủ không? Lộn chữ, lộn chữ. Ổng buồn ngủ không? Cái bông tai này vặn mà anh Minh biết đẩy nha quý vị. Bông tai là bông tai vặn đích số 13. Bông tai vặn, bông tai số 13. Cái này là cái vỏ này là của Italy nha quý vị, của Ý. Bông tai vặn nặng 3.5 gram vàng trắng. Số máy. 30 viên hột xoàn trên đôi bông là 1.8 nha quý vị. 2 viên hột xoàn ở chính giữa, cái nhựa là 6.3 nước y, xin lỗi, 6.3 nước ép VS1. 2 viên này là 2 carat lẻ 2, cũng tương đối dày. Thường thường 6.3 là 1 ca, cái này 2 carat lẻ 2 là tương đối dày một tí nha quý vị. 6.3 nước ép VS1. Nếu mà là nước ép VS1 là 5.500, mà nước ép VS1 là 5.000 đồng, 2 viên là 10.000 đồng, cái vỏ 850 là 10.850. Ngay bây giờ gọi cho Đức Tiến xem như chú Tiến. Và số 13 là 10.850 đồng. Bây giờ gọi về Miley Sale liền cho quý vị, chỉ còn là 5.150 đồng. Nếu mà nó lên tới 6.4 hay là 6.5 đó, là cái đôi bông này quý vị phải trả 5.950. Nhưng mà chính vì cái mặt nó hẹp tí xíu là Miley phải chịu thiệt thôi. Thường thường Việt Nam mình là thích như vậy. Việt Nam mình mặc dầu thích cái ly 6.3 nhưng mà một carat thì họ nói hơi dày đó, nặng. Thường là minimum là 6.4 tới 6.5. 6.3 là đúng rồi, nhưng mà cái này là 2 carat lẻ 2 luôn nha quý vị. Cho nên quý vị mua rẻ $800 cho đôi bông này. Em đọc lại số 13. Dạ vâng, số 13 đang trên màn hình đó là bông tai đẩy thưa quý vị, và là nặng 3.5 gram vàng trắng, có 30 viên hộp xoàn 1.8, 30 viên hộp xoàn 1.8, 2 viên hộp xoàn 6.3 nước ép VS1, 2 viên hộp xoàn 6.3 nước ép VS1, giá tiền là 10.850 đồng. Nhưng mua từ trong tiệm Miley giá sale chỉ còn là 5.150 đồng. Cái vỏ này là 850, bây giờ mình làm toán trừ là 750 nha quý vị. 750 như vậy thì hai cái hộp này còn có 4.400 thôi. 450, đúng rồi, 7.400, 5.150, còn có 4.400. Như vậy mỗi viên 6.3 cho một cái là 1 nước FPS1 thì mình chỉ trả cho 2.050 đồng. Ở đâu ra quý vị? Có nhiều khi Miley còn mua chưa được nữa, nhưng mà thôi kệ, mình mua số nhiều, mình bán vậy, mình bán người ta nói cha mẹ không giống giống người mở hàng. Cái lô hàng Miley mua mấy trăm ngàn đô la, nhưng mà bây giờ Miley đang lấy tiền lại, mình tranh thủ mình mua. Nếu mà lần sau có mắc một chút thì đừng có cầm len nha quý vị. Miley vẫn bán giá cũ cho quý vị, mặc dầu hàng mua lên. Có một số đồ đó mình đặt, tại vì khi mà họ mang qua đây, họ mang bằng những cái mặt hàng đó, họ làm mẫu đó bằng bạc đó Tiến. Yeah. Chị đặt rất là nhiều hàng, nhưng mà trên đường về luôn, người ta về, em có biết là từ đây mình về Hồng Kông người ta bị ở trong hotel 3 tuần không? 21 cách ngày cách ly, đúng cách ly 3 cách ly. Tuần. Yeah, đó yeah. Thành thử ra tất cả những người Hồng Kông mà họ qua đây, họ sợ họ về cách ly, họ hotel, cho nên thay vì hồi lúc trước đó, là họ mang hàng qua đây họ bán, họ lấy tiền mặt. Thì khi họ về tới nhà người ta liền. Nhưng mà bây giờ người ta vô, người ta cũng không có được qua lại, người ta không có được liên, coi như là không có được gặp mặt người nhà, cho nên họ đâu có mang hàng ra được. Họ vẫn ở hotel cho nên họ sợ. Chuyến này họ qua họ không, lý do họ không mang mặt hàng thật và không lấy tiền mặt là như vậy. Đa số là họ bán cho member. Thí dụ như có những cái member mà chị đã từng mua người ta nhiều năm, thì chị mua 5-70 ngàn, chị ký check người ta dám nhận. Còn những cái mặt hàng mới thì người ta đặt qua, thì khi mà tất cả những người ở Mỹ mình bỏ tiền vô nhà băng của người ta, giống như nãy chị nói, khi họ nhận được tiền rồi thì người họ mới gửi đồ qua cho mình. Nhưng mà gửi đồ qua kỳ này bị đóng thuế cho nên nó cũng rất là khó. Thời gian thời buổi bây giờ là mang từ đây sắp tới rất là khó, không dễ đâu nha quý vị. Thành thử ra vừa rồi đó, những người Hồng Kông mà họ qua tới đây họ đi ngược về thì họ bị ở hotel 3 tuần lễ. Tất cả những người Hồng Kông đều than phiền với chị hết. Đó là họ ở 3 tuần lễ trong hotel. Thì cái số 13 đó là cái mỗi một cái hộp như vậy là 6.3, tương đương 1.01 nước ép VS1. Ngay bây giờ mà quý vị mà mua trong tiệm vàng Miley vẫn bán rẻ nhất, mà trả giá Việt Nam mình thích trả giá, nhưng mà tiệm thì họ cũng thích bớt 5.000, thì bớt 500 cũng bằng 4.500, 9.000 đồng một đôi đó. Nhưng mà ngay bây giờ gọi cho Đức Tiến người trả chỉ có 5.150 đồng cho hai viên hộp xoàn, cộng luôn cái vỏ là 850 đồng. Cái vỏ này đó là đích vặn chứ không phải đích đẩy nha quý vị, màu trắng đích vặn. Hai viên hộp xoàn 6.3 nước ép VS1, giá tiền 10.850, sale 5.150 đồng cho bông tai số 13. Dạ vâng, tiếp đến là số 14 thưa vị. Số 14 là bông tai đẩy. Bông tai đẩy này nặng 3.1 gram vàng trắng, có 88 viên hộp xoàn 1.3 cho tới 1.5, 88 viên hộp xoàn 1.3 cho tới 1.5, 2 viên hộp xoàn 5.6 nước Y VS1,
giá tiền cho bông tai số 14 là 5.650 đồng. Và bây giờ Miley sale giá chỉ còn 2.750 đồng cho bông tai số 14. Hấp dẫn nha. Cái nào cũng đồ đẹp, giá tất cả đều là vỏ mới, nhưng mà quý vị được mua vỏ, được mua cái giá cũ là bởi vì Miley cũng chưa có tính lời đâu, là lý do là tại vì Miley cũng vừa mới về tất cả những cái mặt hàng đây, đem lên đây để muốn giới thiệu đến quý vị. Đó là cái số 14 nha, bông đứt đẩy. Nếu mà những bác lớn tuổi đó mà sợ tai tóc mình dài mà đeo không có tự tin mà mấy bác sợ rớt thì mình cứ đổi đít dặn, mình thêm tiền mình đổi đít dặn nha, là bởi vì cái vàng cái đít dặn nó rất là dày, nó rất là nặng, cho nên mình cần phải thêm tiền. Miley trả công nhưng mà quý bác phải trả thêm tiền vàng. Đó là cái phục vụ mà Miley muốn cho mấy bác chắc chắn. Tuy nhiên đôi bông này nó hai hộp 5 ly 6, nhưng mà nó hai hàng xoàn, nhìn rất là hoành tráng giống như một carat. Thì thay vì mình phải xài một carat một đôi bông 5.000 mấy, nhưng mà bây giờ mình giống như carat vậy, nó hai hàng xoàn, mình chỉ trả có 2.750. Bông tai số 14 là bông tai đẩy đít vỏ Hồng Kông kiểu đô đít hai hàng xoàn nha quý vị, nặng 3.1 gram vàng trắng, 88 viên hộp xoàn, 1 ly 3 cho đôi bông, cho tới 1.5 ly đó. Ấu vòng ngoài là 1.3 ly, vòng trong bằng 1.5 ly, thì 88 viên hộp xoàn 1.3 tới 1.5 ly, hai viên hộp xoàn chính giữa là 5 ly 6 nước EVS1. Giá tiền của bông tai số 14 là 5.650 đồng. Ngay bây giờ gọi cho Đức Tiến vì trả chỉ có 2.750 đồng cho bông tai số 14. Và tiếp đến là số 15 là bông tai đẩy nặng 3.3 gram vàng trắng, có 88 viên hộp xoàn từ 1 ly 3 tới 1 ly 4, 2 viên hộp xoàn 5 ly 3 nước Y, VS và VS1 và VVS2. Giá tiền là 4.450. Miley sale chỉ còn 2.250 đồng cho bông tai số 15. Miley Diamond Soul đang nhìn trên màn hình, quý vị đang nhìn trên màn hình là bông tai số 15 là kiểu vuông nha quý vị, ổ vuông hộp tròn. Tiếp đến là một lát nữa cũng là có một mặt dây chuyền, đó cũng là ổ vuông luôn. Ai mà mua đi bông tai thì tranh thủ mua cái mặt dây chuyền luôn. Ổ vuông mặt tròn dùng cho những cô trẻ. Nếu mà những chị mà có nhiều mẫu tròn quá rồi mình thích vuông thì đây là đôi bông hai hàng xoàn, ổ vuông hộp tròn kiểu Hồng Kông nha quý vị, số 15 bông tai. Bông tai là bông tai đẩy nặng 3.3 gram vàng, 3.3 gram vàng trắng, gồm có 88 viên hộp xoàn 1 ly 3, 1 ly 4 và 2 viên cái nhựa chính giữa đó là 5 ly 3 nước Y, 1 viên là VS1, 1 viên là VS2. Chị phải báo vô để đón con chị đi học á. Nhưng mà kêu con chị nó đón rồi. Số 15 là 2 viên ở chính giữa là 5 ly 3 nước Y, 1 viên là VS1, 1 viên là VVS2. Giá tiền đôi bông tai số 15 á, nếu mà 5 ly 3 VVS là 1.850 nha quý vị, 1.950, nhưng mà trên chương trình này Miley làm tính chị còn 1.850. 5 ly 3 mà nước Y VS2 vẫn còn là 1.550, nhưng mà trong chương trình thì tính có 1.350, cộng 2 viên lại. Rồi cộng thêm cái vỏ vàng vào theo cái vỏ vuông hộp xoàn. Vỏ này á, nếu mà ở ngoài Miley bán 950, hai hàng xoàn luôn. Hai hàng xoàn nhìn hoành tráng, dày ha, to. Đó, cái đôi bông này là số 15 nha quý vị, 4.450 đồng. Ngay bây giờ gọi cho Đức Tiến, 4.450, ngay bây giờ gọi cho Đức Tiến vì trả chỉ có 2.250 đồng. Tức là cái vỏ đó là 950, nhưng mà bây giờ mình làm nó trừ cho 750 thì một viên, mua một viên thôi đó là vi, mua một viên VS1 là hết 1.500, là được tặng một viên VVS2 đó quý vị. Đó là 1.550 cho một viên VS1, VVS2 là 1.850, cộng với lại tiền vỏ là 4.450 đồng. Ngay bây giờ quý vị gọi cho Đức Tiến trả chỉ có 2.250 đồng cho bông tai số 15. Chi tiết gọi về cho Đức Tiến là 714-622-9573 và trả thẻ gọi anh Minh 714-653-5207. Tiếp đến là số 16 là gồm có mặt và dây chuyền. Sợi dây này dài 16 inch và là nặng 3.5 gram vàng trắng, 57 viên hộp xoàn 1 ly 3 tới 1 ly 6 và một viên hộp xoàn lớn ở giữa là 6 ly 6, tương đương là 1 carat 05 nước FVVS2. Giá tiền là 5.750 đồng. Này mua đáng nha quý vị. Sale chỉ còn là 2.950 đồng. Đó, hồi nãy ai vừa mua đôi bông. Lý do tại sao Miley sắp cái mặt dây chuyền này chung với lại đôi bông. Lý do là Miley làm một bộ, nhưng mà có nhiều người không có đủ khả năng mình mua nguyên bộ. Thì nếu mà được khả năng á, mình mua nguyên một bộ không cần nhức đầu lo lắng phải đi kiếm, tìm kiếm cho nó giống bộ. Rất là lâu mà rất là hiếm mới có một bộ giống nhau như vậy. Thì cái mặt dây chuyền và đôi bông tai vừa rồi, đôi bông vừa rồi đó, vừa trước đây là số 15 là bông tai. Ai mua cái mặt dây chuyền hay là ai mua bông tai thì anh Minh
nhường lại cho người ta mua nguyên bộ nha, bán nguyên bộ như vậy là rất là đặc biệt, mà mình rất là hiếm khi mà có một bộ giống như vậy, rất là hấp dẫn quý vị. Thì cái hộp bộ chính giữa của số 16 tới 1 carat 5 lần 6 ly 6 nha quý vị. Mặt dây chuyền và cộng sợi dây chuyền thiết kế của Ý, cái vỏ là của Hồng Kông, mặt vuông hộp tròn giống như cái bông vừa rồi đó. Dây chuyền 16 inch là tức là cái này của Italy, còn cái mặt dây chuyền là của Hồng Kông, nặng 3.5 gram vàng trắng. Có 57 viên hộp xoàn ly 3 tới ly 4 cho cái vỏ. Cái hộp xoàn ở chính giữa là cái nhụy đó, là 6 ly 6, tương đương 1 carat 5. Nước ép VVS2, giá tiền của cái mặt dây chuyền này là 5.750 đồng. Ngay bây giờ gọi cho Đức Tiến vì trả chỉ có 2.950 đồng cho mặt dây chuyền 1 carat 5 cho cái hộp, cái vỏ. Nội cái vỏ với lại cái mặt dây chuyền, cái mặt dây chuyền với cái lại cái dây không là hết 1.150 rồi quý vị ha. Coi như là cái hộp mình còn có 1.800 cho 1 carat 5. Nước ép VVS2 giá tiền là 5.750, sale 2.950 đồng cho cái dây chuyền và mặt dây chuyền số 16. Dạ vâng, chi tiết vẫn gọi về là 7146229573. Quý vị ở xa và quý vị muốn trả thẻ liền, xin gọi về số anh Minh trả thẻ 7146535207. Tiếp đến là số 17 là mặt Đức Mẹ và sợi dây dài 16 inch. Thưa quý vị, về vàng là nặng 5.2 gram vàng trắng, có 6 viên hộp xoàn 1 ly 8, 1 viên hộp xoàn 2 ly rưỡi. Giá tiền total cho số 17 là 1.185 đồng. Và bây giờ quý vị mua từ Miley đặc biệt chỉ với giá 685 đồng. Miley chỉ mua mặt dây chuyền thôi, nhưng mà cái này là bà Thánh Teresa hay là Đức Mẹ? Đức Mẹ. Tất cả đều Đức Mẹ hết. Dạ. Đẹp ha. Dạ. Ở giữa Đức Mẹ có đeo thánh giá đúng không? Đúng đó. Rồi, đẹp lắm, nhưng mà nó hơi nhỏ cho chị. Chị rất là thích, lúc đầu mua chị rất là thích luôn, nghĩ mua cho mình, nhưng mà so với lực tướng của Miley thì nhỏ, hiếm ở lắm. Ở trên đai nó cũng có một thật sò, sự ra nó cũng không có lời lớn gì trơn, nhưng mà tại vì Miley rất là thích thánh giá về Đức Mẹ quý vị. Thì cái mặt dây chuyền này vừa đem về từ cái này của Hồng Kông, đem về từ show Las Vegas nha quý vị. Thì cái dây chuyền Miley bỏ vô thêm cho quý vị là cái dây chuyền thiết kế của Ý, cái mặt thì của Hồng Kông. Đó là số 17, mặt dây chuyền và dây chuyền dày 16 inch, nặng 5.2 gram vàng trắng, gồm có 6 viên hộp xoàn cho cái thánh giá là 1 ly 8, 1 viên hộp xoàn 2 ly rưỡi cho cái móc á, cái móc ở trên mình vẫn có cái hộp xoàn. Yeah. Rõ không quý vị? Từ ly chi chích Miley đọc rõ ràng và cân đầy đủ để cho quý vị biết rõ ràng luôn là bao nhiêu vàng, bao nhiêu hộp xoàn, bao nhiêu ly, hiểu coi như là quality gì, rồi nước gì, nói rõ cho quý vị biết. Khi mà mình đi mua bất cứ một cái cửa tiệm nào, nó xách ép cho chị, nó sợ chị không đi đón á, nó sợ chị quên á, nó xách ép hai lần luôn á, nó nói tại vì mẹ ơi quên á, là làm thêm lần nữa, tại vì luôn luôn là chị vẫn đi trễ. Đó, thành thử ra Miley lúc nào cũng vậy hết đó, thành thử ra Miley rất là cẩn thận để cho quý vị có luôn cái sợi dây, để cẩn thận cho quý vị có cái sợi dây rồi mặc dây chuyền luôn để cho quý vị đeo. Cái giá nó phải chăng, thật ra cũng chẳng có lời lớn gì, cái này mua tặng mẹ rất là ý nghĩa luôn, trong cái mùa này là mùa lễ Vu Lan là rằm tháng 7 rồi quý vị. Bây giờ sắp sửa tới mình được ăn bánh Trung Thu rồi, sắp sửa tới tháng 8 rồi, cuối tháng 7 rồi, bây giờ mình qua tới tháng 8. Thì cái này là cái hộp chính giữa là của cái móc đó là 2 ly rưỡi nha. Giá tiền của cái mặt và dây này là 1.000, tại sao mà lên 1.185 đồng. Trong này á, là tại vì dây chuyền cái thiết kế của Ý là cái dây không nó là 5.2 rồi quý vị. 5.2 là 85 đồng gam. Mà cái mặt dây chuyền này Miley cũng mua là 300 mấy gần 400 đồng cộng sợi dây. Coi như là Miley lỗ một chút xíu để cho những ai mà mua tặng cho mẹ rất là ý nghĩa trong cái mùa lễ này. Đó là cái giá tiền của nó là 1.185 đồng. Ngay bây giờ quý vị gọi vô cho Đức Tiến trả chỉ có 685 đồng cho mặt dây chuyền số 17. Chi tiết gọi cho Đức Tiến là 7146229573, hoặc là trả thẻ gọi anh Minh 7146535207. Tiếp đến là mặt dây chuyền và dây chuyền số 18, dây chuyền và mặt dây chuyền số 18. Dây chuyền chiều dài 18 inch hoành tráng không quý vị, kiểu mới ha, hoành tráng. Ai mua hộp cái lớn nhẫn nha, hồi nãy mà ai mua cái nhẫn đó, tiếng cái nhẫn nhớ không? Cái nhẫn hoành tráng lớn với lại cái mặt này giống giống nhau nguyên nè bộ, yeah. Đó, ai mà chờ đợi mà lâu nay mà cứ mua chật hoài mua không được hộp bự thì đây là cái cơ hội để cho quý vị được nhận những cái phần quà mà phải nói rất là đáng và giá trị, kiểu mới không, hoàn toàn kiểu mới hết quý vị. Thì cái dây này là dài 18 inch, nặng 5 dây là của Ý nha, cái mặt dây chuyền của Hồng Kông. May đi rõ ràng lắm quý vị, mua ở đâu nói ở đó, là coi như là bao nhiêu là nói bao nhiêu, cân nặng bao nhiêu là cân nặng bao nhiêu, mà hộp bao nhiêu là nói bao nhiêu hộp. Thì cái này là số 18 đó, cái dây chiều dài 18 inch, dây á
thì của Italy, mà cái mặt dây chuyền á, là mua của Hồng Kông, mua tại show nha quý vị, gồm có 64 viên hồng sòn 1,5 ly cho tới 1,7 ly, cái mặt dây chuyền đó. Thì cái hộp ở chính giữa đó là 6,3 ly, tương đương 1 carat nước EVS1, 1 carat nước EVS1 6,3 ly là một con số lucky nhất. Nguyên cái lô này dường như nó 6,3 ly hơi bị nhiều đó, thì cái này là 1 carat nước EVS1, giá tiền của 1 carat nước EVS1 nó trong tiệm vàng Mali là bán 5,500, cộng với lại cái mặt và dây chuyền 1,350 là 6,850, 5,500 với cái giá thôi. Nếu mà Mali làm giấy là Mali cũng không có bán cái giá này, 1,350 với 5,500 là 6,850. Ngay bây giờ gọi cho Tuyến xem như chú Tuyến. Và ngay bây giờ số 18 giá là 6.850 đồng, và bây giờ sale từ Mali chỉ còn là 3.350 đồng cho số 18. Tôi giết 3.550 rồi, ông còn ngắt lại, ông sửa lại cho tôi, tôi đi ngủ. Cái này rất là xứng đáng nha quý vị, nên là mua ngay từ một ca ra luôn, một ca ra luôn. Nếu mà đi chỗ khác mà quý vị mua một cái hộp không cũng là 4.500, rồi mặt với dây đó ít nhất là phải mua 1.500 cho tới 1.600, là bởi vì Mali mua tặng nơi luôn, bán tận tay cho quý vị, cái giá rất là phải chăng. Mà cái này là không tính, đừng có nói tới chuyện lời nha, cái này là chỉ đang lấy tiền lại thôi đó. 1-2 tuần tới nữa không biết như thế nào nha quý vị, là bởi vì những cái hàng mà mình nhận mình phải đóng thuế thì Mali phải lên giá thôi. Cái này là đi mua tận nơi để trả tiền tại chỗ mang về để phục vụ cho quý vị, là cái số 18 đó em. Rồi, số 18 là gồm có mặt và sợi dây chuyền dài 18 inch, vàng là nặng 5.4 gram vàng trắng, có 64 viên hộp sòn 1,5 ly cho tới 1,7 ly, và một viên hộp sòn lớn ở giữa là 6,3 ly, tương đương là 1 carat nước EVS1, giá tiền là 6.850. Và bây giờ mua từ Mali gần như bớt 50% hơn luôn á, à, hơn 50% luôn á. 3.550 mà anh Minh sửa lại 3.350 nè. Bây giờ chỉ còn 3.350 đồng cho đó, cái này mời bà chủ 18. Đài mua được nè, rẻ nè, cái này anh Minh viết lộn đó, là bởi vì bà chủ đài đã mua cái nhẫn rồi, chưa có dường như mua đôi bông rồi, chưa có cái mặt dây chuyền. Đây là một cái mặt, là bởi vì cái vỏ với lại cái dây không là 1.500 vậy đó Tiến. Yeah. Nếu mà trừ ra như vậy cái hộp một cái ra này còn có 1.850 à, ở đâu ra. Chị còn mua chưa được, nó làm sao mà ai mua được 1.850. Tất cả những cái món hàng ngày hôm nay á, là Mali cứ nghĩ là cha mẹ không giống giống người mở hàng, nhưng cái dịp nhân cái lễ mua Vu Lan này đó, là Mali muốn bán rẻ cho quý vị những ai mà mua tặng mẹ, rất là ý nghĩa. Từ tới xưa, ví dụ như bây giờ cái món này 3-4 ngàn đồng mình mua rất dễ, nhưng mà 7-8 ngàn thay vì một hộp cara là mình mua rất là những cái hộp mà quý vị đã từng mua cho trong tiệm vàng Mali 5 ly, 5,5 ly mà cho mẹ rồi, thì bây giờ mẹ chê nhỏ cứ mang ra trade in vô, mình lấy hộp cara mang về dễ không quý vị, quá dễ chịu luôn, mua bán đổi trả đơn giản dễ dàng, cần tiền bán lại được, không đeo cái trade in vô, lấy bất cứ một món hàng nào khác cũng được, cần tiền kẹt tiền không muốn bán ký gửi cũng được luôn, cho nên cái điều kiện nó quá là dễ luôn, mua rất là dễ chịu quý vị. Những ai mà mua cho mẹ đó, à, thành thử ra quý vị đây là cái số 18 mà phải chăng 3.550 luôn. Mà đi nói thiệt mà anh Minh sửa lại còn 3.350, rất là rẻ, thì cái này hấp dẫn lắm. Cái dây đó là cho những bác lớn tuổi này, chiều dài 18 inch nè. Miley thường thường mấy cô trẻ trẻ đeo có 16 inch là, nhưng mà cái mùa này Miley muốn cái gì cũng dễ chịu, dễ dàng để cho quý chị mua cho quý bác, để cho thường thường quý bác không có thích đeo ngắn, đeo dài dài dễ chịu nè. Thì cái này là chiều dài 18 inch nha quý vị. Cái dây á là cái dây là của Italy, cái mặt dây chuyền là của Hồng Kông, nặng 5.4 gram vàng trắng, có 64 viên hộp sòn 1,5 ly cho tới 1,7 ly. Một cái hộp sòn nhị ở chính giữa đó là cái nhị là 6,3 ly, một cái ra nước EVS1, giá tiền là 6.850. Ngay bây giờ gọi vô cho Đức Tiến trả chỉ có 3.350 đồng cho cái mặt dây chuyền số 18. Hấp dẫn không quý vị? Rồi tiếp đến là số 19. Số 19 thưa quý vị là một cái mặt và dây chuyền dài 16 inch, nặng là 5.2 gram vàng trắng, có 43 viên hộp sòn 1,7 ly, 13 viên hộp sòn 3 carat và một viên hộp sòn vuông ở giữa là 1 carat 20. Này chị đọc giùm em nữa. 1 carat 20 yellow fancy đó, yellow diamond. Nó là một cái, nó là cái custom khách á, nhưng mà tại vì bây giờ Mali nó là VVS1, bây giờ Mali không nhớ là cái tờ giấy nằm đâu, nhưng mà tuy nhiên là trong đó nó có số, nó có số cái giấy tờ của chứng nhận của quốc tế, nhưng mà bây giờ Mali không biết cái tờ giấy nằm đâu, cái này ký gửi hay gì cũng không biết nữa. Tự nhiên lâu lâu nó lòi ra những cái món mà phải nói là mình có mà mình không biết luôn á quý vị. Nhưng mà Mali bán rất là rẻ, tại vì nó không có, thật ra mới tính Mali dính rẻ nhất ở trong các những cái nước mà tệ nhất của cái giấy chia dây, ví dụ như chi đi không, thường thường mấy cái này là hộp VVS1 là cái giá tiền nó cao hơn, nhưng mà Mali tính cái giá tiền nước khác thay vì nước chi, nhưng mà Mali tính
chính nước khách. Thì nước khách là 7.800 một ca, mình nhân lên cho một ca ra 20, cộng với cái vỏ này có phải là giá tiền của nó là 10.000. 7.800 mà nhân lên một ca ra 20 là nhiêu, 8.000 mấy, cộng cái vỏ này có 1.000 mấy à, là 10.950 đồng. Nhưng mà cái này á, thường thường cái vốn á, Miley không nhớ rõ nữa. Nhưng mà cái trong cái bịch của Miley là để biết cái vốn của Miley là 5.500. Mà còn có giấy tờ đó, bây giờ đi tìm, nếu mà ai mua cái này là rẻ, là rẻ lắm luôn. Gì hả? Nếu mà thật sự hộp xoàn vàng, có giấy tờ luôn, có số laser bên trong, giấy chứng nhận của quốc tế. Nhưng mà không biết cái tờ giấy đang nằm đâu. Nhưng mà chị về, chị lục ra thì có cái này. Thì quý vị biết là trong tiệm vàng Miley có cái chương trình giúp đỡ, là chương trình ký gửi. Có nhiều khi lâu lâu đem ra hàng món rồi cái bán, mà nhiều khi mình có cả năm trời luôn, cái tiền lời nó cao hơn cái giá mình bán 7-8 ngàn đồng. Khi mà mình giữ lại có 5-6 ngàn, cái mình bán mình lấy tiền lời, có phải là quý vị mua rẻ hơn 3-4 ngàn đồng luôn. Nhưng mà tại vì mình không nhớ rõ, nhưng mà nó là cara 20, nó một chắc chắn đều là 100%, mà tại trong cái bịch Miley có để là yellow fancy diamond 1 carat 20 VVS1. Bây giờ đang tìm tờ giấy ai mua như vậy, thì Miley để cái giá là có 5.550 đồng. Cái này là 1 carat 20, Miley tính tệ nhất của nước khách đó là 7.800 một ca, nhân lên cho 1 carat 20 cộng với vỏ này, cái vỏ này với hộp cái dây không là cũng phải là 1.250 đó. Thì tổng cộng số tiền là 10.950. Ngay bây giờ gọi cho đối chiến vị trại chỉ có 5.550 đồng. Nhiều khi kiếm lại được tờ giấy rồi anh Minh còn không muốn bán nữa, tại vì nó không có đi tới đâu hết, lời thì cũng không có, mà mình giữ cả năm trời như vậy thì mình, trong khi mình bán ra 8.000 mấy 9.000 đó, thì Mai Ly vừa tìm được mà về thì nó cũng gấp gáp quá, nó không đủ mặt hàng để 40 món. Cho nên Miley phải lựa ra từ những cái mặt hàng mà Miley còn lại để lên đây để giới thiệu cho quý vị. Sale là có 5.550 đồng cho cái mặt dây chuyền số 19, 1 carat 20 nha quý vị. Khi mà quý vị mua bất cứ món hàng nào trong tiệm vàng Miley thì đã từng mua rồi đó, quý vị thấy là cái receipt của tiệm vàng Miley bao nhiêu gram. Ví dụ như cái mặt dây chuyền này là cái anh Minh viết rõ vậy đó. Cái dây chuyền là chiều dài 16 inch, nặng 5.2 gram vàng trắng, 43 viên hộp xoàn ly 7, 13 viên 3 ghét là anh Minh biết rõ ràng vậy đó. Một cái hộp xoàn màu vàng khách sình khách yellow diamond là 1 carat 20 VVS1, viết rõ ràng số tiền ra là 10.950, sale 5.550 đồng cho cái mặt dây chuyền và dây chuyền số 19. Dạ vâng, và chi tiết vẫn gọi về là 7146229573 và trả thẻ xin gọi cho anh Minh. Quý vị kiên nhẫn gọi lại anh Minh giùm. Anh Minh đang khá bận. 7146535207. Đọc nhanh quý vị, số 19 là gồm có mặt và sợi dây dài 16 inch và là nặng 5.2 gram vàng trắng, 43 viên hộp xoàn 1 ly 7, 13 viên hộp xoàn 3 ghét và hộp xoàn lớn ở giữa là hộp xoàn vàng vuông 1 carat 20 VVS1. Giá tiền cho cái số 19 này là 10.950 đồng. Và bây giờ Miley sale chỉ còn 5.550 đồng cho bộ số 19. Nếu mà so với giá thị trường, Miley đã từng bán cái này ra khoảng 8.550 đó quý vị. Nhưng mà cái giá thị trường thường thường ở GIA hay là bất cứ một cái cửa hàng nào họ cũng bớt tùy theo 10%, 20%. Nhưng tiệm vàng Miley vẫn bớt cho quý vị tất cả những cái hộp xoàn GIA của tiệm vàng Miley từ 5 ly cho tới 5 carat, bớt ít nhất cho quý vị từ 20 cho tới 40%. Cái này là bớt cho quý vị hơn 40% luôn đó. Nhưng mà tại vì tất cả những cái này là Miley đã có sẵn ở trong tiệm rồi, mà đã từng bán rồi, mình có đã lấy lời rồi. Nhưng mà bây giờ mình lấy tiền lại chia sẻ cho quý vị xài thôi. Số 19, 10.950, sale 5.550 đồng cho số 19. Tiếp đến là số 20. Số 20 là gồm có mặt và sợi dây chuyền. Sợi dây này dài 16 inch thưa quý vị, và là nặng 3.5 gram vàng trắng, có 12 viên hộp xoàn 2.5 ly, 4 viên hộp xoàn 1 ly 6, 1 viên hộp xoàn lớn ở giữa là hộp xoàn 6 ly 35, tương đương là 1 carat 02 nước đi VS1. Giá tiền cho số 20 là 6.850 đồng. Bây giờ quý vị mua từ Miley sale chỉ còn là 3.350 đồng. Để không quý vị, Miley tự một mình trả giá thêm cho quý vị 200 đồng đó. Thường thường mấy cái này là 3.550, nhưng mà ngày hôm nay là phải lấy tiền lợi bớt đó. Không lấy tiền lợi bớt là nhiều lắm, nó kẹt dữ lắm luôn á. Rất là nhiều tiền nội mà Miley mua vỏ không là cả 200.000 đô la. Thì cái số 20 đang nhìn trên màn hình là cái dây thiết kế của Ý, chiều dài 16 inch, nặng 3.5 gram vàng trắng, 12 viên hộp xoàn 2.5 ly. 12 viên hộp xoàn 2.5 ly, 4 viên hộp xoàn 1 ly 6 và 1 viên hộp xoàn 6 ly 35, tương đương là 1 carat 02 nước đi VS1. Giá tiền cho nguyên cái số 20 là gồm có mặt trễ nhất là 2 giờ 30, sợi dây chuyền dài 16 inch,
total là 6.850. Bây giờ Malaysia chỉ còn là 3.350 đồng cho số 20. Chi tiết quý vị gọi về là 714-622-9573, trả thẻ gọi anh Minh 714-653-5207, thưa quý vị. Rồi, số 20 rồi. Số 20. Dạ rồi. Ừ. Giá sale là 3.350 đồng. Cái mặt dây chuyền mà quý vị thường những cái chị mà mấy cái cô mà nhỏ nhỏ con thích đeo một cục hột xoàn thì đây là một cục hột xoàn giống như 2 carat, nhưng mà tuy nhiên cái này có 1.02 carat thôi, là bởi vì cái mặt dây chuyền ở ngoài cho cái hột nó to, nhìn đơn giản, nhìn một cục hột xoàn đẹp không quý vị, nhìn hoành tráng mà có 3.350. Đúng giá của nó ngày xưa Mali bán là 3.550, nhưng mà đây là một trong những cái mà trong cái mùa này mình chia sẻ. Thứ hai nữa, Mali muốn lấy tiền lại thì cái sợi dây mấy anh Minh bỏ vô thêm là 16 inch của Italy, cái mặt dây chuyền kiểu đô nít của Hồng Kông nha quý vị, cái móc cũng là hột xoàn luôn, nặng 3.5 gram vàng trắng, 12 viên hột xoàn 2.5 ly, 4 viên hộp sò 1.6 ly và 1 viên kính giữa là 6.35 ly, 1.02 carat nước đi VS1, nước đi VS1 là 6.500, nước đi VS1 là 5.500, cộng luôn cái vỏ nữa là 6.850, giá tiền của nó là 6.850. Ngay bây giờ Miley Sale chỉ có 3.350 đồng cho mặt dây chuyền và dây chuyền số 20. Tiếp đến là số 21. Dạ vâng, tiếp đến là số 21 thưa quý vị, là một bộ bông tai đẩy và nhẫn và mặt và sợi dây. Wow, một bộ như trên màn hình, bông tai, nhẫn, mặt và dây chuyền dài 16 inch, vàng là nặng 10.2 gram vàng trắng, có 121 viên hộp sòn 1.5 ly, 1.7 ly, 2 ly và cho tới 2.2 ly, nước đi VVS. Giá tiền cho nguyên một bộ số 21 này là 3.895 đồng. Và bây giờ Miley Sale chỉ còn là 2.095 đồng cho số 21. Quý vị có thể gọi về nha, rất là đẹp. Angela. Rất là đẹp cho cái số 21 này. Số phone đó là 714-622-9573 và trả thẻ là 714-653-5207 thưa quý vị. Số 21 là bao gồm là một bộ bông tai đẩy, nhẫn, mặt và sợi dây chuyền dài 16 inch. Nặng là 10.2 gram vàng trắng, có 121 viên hộp sòn từ 1.5 ly tới 1.7 ly, tới 2 ly, tới 2.2 ly, nước đi VVS, giá tiền là 3.895 đồng. Và bây giờ Mali Sale chỉ còn là 2.095 đồng cho trọn nguyên một bộ, tất cả gì trên màn hình số 21, giá sale chỉ là 2.095 đồng. Hấp dẫn không quý vị? Đó là những cái mặt hàng mà mới, cái giá tiền phải chăng trọn bộ luôn. Thay vì mình mua cái hộp xoàn 5 ly nước EVS1 bữa nay là 1.450 rồi, cộng với cái vỏ cũng là 2.000 mấy, nhưng mà bây giờ mình chưa có tiền thì mình đeo đỡ trọn bộ như vậy, thì cái giá tiền là vừa bông tai mà vừa mặt dây chuyền rồi vừa dây chuyền nữa, không phải là lúc nào cũng có trọn bộ như vậy. Có những cái Miley thì có những cái bà khách hàng của Miley là mấy bà chủ lò bánh đó tiếng, rồi mua những cái quà tặng cho nhân viên. Thí dụ như bây giờ mình mua những cái món quà mà vừa túi tiền, hoặc là mua cái nhẫn không thì ít quá, mà trọn bộ thì cái này là rất là ý nghĩa luôn, vừa bông tai vừa dây chuyền vừa mặt dây chuyền vừa nhẫn luôn đó, vừa nhẫn luôn, thành thử ra quý vị thấy trọn bộ nè, bông tai mặt dây chuyền và nhẫn luôn, một bộ bông tai đẩy nè, rồi có mặt dây chuyền, rồi có nhẫn, rồi có dây chuyền dài 16 inch, nặng 10.2 gram vàng trắng, trọn bộ là có 121 viên hộp sò 1.5 ly, ly 7 cho tới 2 ly, 2 ly 2 luôn, rõ không quý vị? Trong một bộ đó khi mà họ bán họ có viết rõ thì viết làm sao thì may đi đọc cho quý vị nghe như vậy. Nước đi là VVS, giá tiền của trọn bộ này khi mà họ bỏ mối đó, họ bắt mình bán cái giá như vậy, tùy theo cửa tiệm họ bớt 10%, 15%, 20%, cái này Miley bớt hết cho quý vị luôn đó. Trọn bộ giá tiền là 3.895 đồng, Miley mua 2.150 đồng, để lại cho quý vị 2.095 đồng, là bởi vì biết sao, lý cái bộ là Miley mua không có dây chuyền, nhưng mà Miley bỏ thêm cái sợi dây chuyền vô cho nó đủ bộ cho quý vị đó, để cho quý vị được mua trọn bộ để mình tặng cho người nhà của mình, tức là khi mà mình tặng cho bà xã hay là người yêu, hay là mình tặng cho nhân viên mình, vậy đó, nó rất là ý nghĩa. Bông tai rồi mặt dây chuyền rồi nhẫn luôn nữa, rồi mặt dây chuyền rồi dây chuyền luôn nữa, trọn bộ số 21 3.895 đồng, sale 2.095 đồng cho cái trọn bộ số 21. Tiếp đến là số 22, một bộ bông tai kẹp nhẫn mặt dây chuyền ruby nặng 13.7 gram vàng trắng, vỏ cái này là vỏ của Hồng Kông, như cái ruby Ấn Độ nha, cái vỏ này là vỏ sò Hồng Kông nhưng mà ruby của Ấn Độ,
13.7 gram vàng trắng, có 117 viên hột sòn poly 8, 4 cái ruby India. Giá tiền của trọn bộ này là 3.150 đồng. Ngay bây giờ gọi cho đối chiến bị trả chỉ có 1.650 đồng cho trọn bộ số 22. Maybe hết pin. Dạ vâng, số 22 nhắn cho baby. Số 22 nó hết pin đợi. Một bộ bông tai kẹp nhẫn và mặt ruby, một bộ bông tai kẹp nhẫn và mặt ruby. Vàng là nặng 13.7 gram vàng trắng, có 117 viên hộp sòn. Nó nói ha, hết pin rồi. Em gọi không được là nghi hết pin thôi. Nó dùm vòng vòng nó tìm, hiểu không? Xuống xe đi vòng tìm. Thưa quý vị, có 117 viên hộp sòn 1 ly 8 và 4 viên ruby India. Giá tiền đó là 3.150 và bây giờ sale chỉ còn là 1.650 đồng cho nguyên một bộ số 22. Đây là bộ gồm có là bộ bông tai kẹp, nhẫn và mặt ruby, nặng 13.7 gram vàng trắng, có 117 viên hộp sòn 1 ly 8 và 4 viên ruby India, giá là 3.150. Bây giờ sale chỉ còn là 1.650 đồng cho bộ số 22 như trên màn hình. Chi tiết gọi về 714-622-9573 hoặc trả thẻ. Số anh Minh đang nghe phone quý vị 714-653-5207. Đó là số 22. Tiếp đến là số 23 là một bộ trái tim, bông tai, nhẫn, mặt và dây. Sợi dây dài 18 in. Vàng là nặng 13.9 gram vàng trắng. 144 viên hộp sòn từ 1 ly rưỡi tới 1 ly 8. 32 viên hộp sòn 3 ghét. 32 viên hộp sòn 3 ghét 2 ly 2. Giá tiền cho trọn bộ số 23 là 3.350 đồng. Bây giờ Malaysia chỉ còn 1.650 đồng cho số 23 trọn bộ. Hấp dẫn ha. Bây giờ là những cái bộ mà thật sự ra cái này mà cái mùa Noel đó thì không có đủ để phục vụ cho quý vị mua để tặng quà. Nhưng mà trong cái thời gian này mình vừa mới có thì mình cứ tranh thủ mình mua để tới lúc đó mình tặng. Thứ nhất là giá rẻ, thứ hai là nó có đầy ý nghĩa. Chứ tại lúc thật sự ra đó, Miley thường đi shopping là những cái lúc vắng. Thứ nhất là tháng 9, tháng 10 á quý vị. Con người ta vô học, ít người đi shopping, cái tiết kiệm, cái người ta cũng tiết kiệm tí xíu để người ta mua sách vở, quần áo cho con rồi mình bớt xài tiền cho mình. Nhưng mà thật ra cái lúc đó là cái lúc Miley đi shopping, thứ nhất là được rất là nhiều đồ sale và có không có ai chen chúc để giành giật với mình những cái món mình yêu thích đó. Thành ra Miley là thích đi shopping và đi chơi, thay vì người ta đi chơi cuối tuần, nhưng mà Miley thì thích đi chơi ngày thường, là bởi vì Miley là cái ngành phục vụ thứ bảy, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật thì phải phục vụ cho người ta đi chơi mua sắm. Còn tới phiên mình đi là những cái chỗ vắng, không có ai, Miley lại thích như vậy, không có thích sắp hàng rồi chen chúc với nhau. Đó là những cái món quà mà phải nói rất là đầy ý nghĩa, nhưng mà tới lúc đó mình muốn mua trọn bộ mà cái giá rẻ như vậy chưa chắc gì đã có. Thành thử ra nếu được mình có khả năng mình cứ mua để đó rồi Noel mình tặng cũng là rất là ý nghĩa. Thì trọn bộ số 23 là một bộ trái tim, nào là bông tai nè. Thật sự ra trọn bộ như vậy Miley mua đồ Hồng Kông là nó không có dây chuyền, nhưng mà đem bỏ thêm cái sợi dây chuyền vô để cho quý vị dễ mua, dễ tặng. Thì trọn bộ này nó có bông tai nè, rồi nhẫn nữa. Ủa cái nhẫn đó không thấy ha, nhẫn mặt dây chuyền và dây chuyền luôn. Nặng 13.9 gram vàng trắng, gồm có 100, đây cái nhẫn đây quý vị, y chang một bộ đó, là có 144 viên hộp sòn đi rưỡi ly 8, 32 viên hộp sòn 2 ly 2 baguette. Giá tiền của trọn bộ mà họ bắt mình bán là 3.350, nhưng Miley để cho quý vị chỉ có 1.650 đồng cho trọn bộ mặt dây chuyền, bông tai và nhẫn luôn, có 1.650. 1.650 đồng mua được có một hộp sòn có 5 ly nước EVS One thôi quý vị, trọn bộ mặt dây chuyền và nhẫn trái tim luôn, trọn bộ số 23 3.350, xem 1.650 đồng cho số 323. Đợi nó đi, đợi nó đi, mất phone, không tìm được phone đúng không? Nó rớt phone đâu á, chạy nhảy rớt phone đâu á. Rồi, số 23 thưa quý vị, số 23 là một bộ trái tim, bông tai, nhẫn, mặt và dây chuyền dài 18 in và nặng 13.9 gram vàng trắng, 144 viên hộp sòn 1 ly rưỡi tới 1 ly 8, 32 viên hộp sòn 3 ghét 2 ly 2. Lát mẹ ra mẹ đi đón cũng được. Giá tiền của bộ này là 3.350 và bây giờ sale chỉ còn là 1.650 đồng cho trọn bộ số 23. Tiếp đến chúng ta đến với bộ số 24 thưa quý vị. 24 là một sợi dây chuyền xoàn dài 16 inch rưỡi, vàng là nặng 24.5 gram vàng trắng, 98 viên hộp xoàn 2 ly 6, 12 viên hộp xoàn 3 ly 2, 12 viên hộp xoàn 3 ly 6 tới 3 ly 8 tới 4 ly và 4 viên hộp xoàn 4 ly 2.
giá tiền total cho nguyên 2 viên hộp sòn 24 ly 7, 2 viên hộp sòn 4 ly 7, nước Y VVS và VS1, giá tiền cho total số 24 là 15.150. Và bây giờ Mali sale chỉ còn là 7.950 đồng cho trọn dây chuyền số 24 thiết kế của Ý nha quý vị, đẹp quá phải không? Chỉ còn một dây thôi, không biết chừng nào mới có nữa, là bởi vì vừa rồi Mali đi không mua được dây xoàn. Thì cái dây này là dư âm còn lại đó quý vị, vừa rồi đó là Mali dư hàng chưa có kịp lên cái dây này, rất là đẹp luôn, giá trị và hộp bự nữa. Có rất là nhiều người yêu cầu lên những cái dây xoàn giống như vậy, nhưng mà vừa rồi đã đủ 40 món cho nên cái dây này dư âm còn lại nha quý vị. Cái giá đẹp, cái giá, cái hộp xoàn vẫn đẹp mà cái giá cũng rất là đẹp luôn. Thì cái dây chuyền xoàn này thiết kế của Ý, chiều dài là 16.5 inch, nặng 24.5 gram, vàng trắng 85 đồng gram, nội tiền vàng không là trên 2.000 đô la rồi quý vị. 24.5 gram vàng trắng, gồm có 98 viên hộp xoàn 2 ly 6, 12 viên hộp xoàn 3 ly 2, 12 viên hộp xoàn là 3 ly 6 tới 3 ly 8, 4 ly rõ không quý vị? Rõ rõ ràng ràng, rất là chi tiết á. 12 viên hộp xoàn 3 ly 6, 3 ly 8 cho tới 4 ly. Và 4 viên hộp xoàn 4 ly 2, 2 viên hộp xoàn 4 ly 7 ở chính giữa là nước Y VVS. Có một vài chục hộp 2 ly 6 là nước Y VS1. Giá tiền của trọn sợi dây này đó là 15.150 đồng. Ngay bây giờ còn một dây duy nhất mà thôi, gọi ngay cho Đức Tiến, vì trả chỉ có 7.950 đồng cho dây chuyền xoàn số 24. Chi tiết gọi về cho Đức Tiến là 714-622-9573, hoặc gọi về tham khảo Vinh Minh 714-903-8821. Đường lai để gửi thẻ chào đón quý vị. Nếu mà những ai đang làm neo hoặc là đi làm hãng mà quý chị đang chờ đợi cái dây xoàn giống như vậy mà chưa mua được, gọi nhiều lần mà chưa mua được, cứ gửi thẻ ngay qua đường lai gửi thẻ 714-653-5207, số 24, thì quý vị nhớ bấm số, rồi mình đặt cọc bao nhiêu cuối tuần mình trả tiền mặt, hoặc là quý vị chọn trả hết thì nhớ bấm số. Nhiều khi mình gửi thẻ mình không có nói là mua số mấy thì anh Minh không dám lấy tiền. Số 24 giá tiền của nó là 15.150 đồng. Nếu mà quý chị mà không kịp bấm, quý vị cứ chụp hình, chụp hình vô cái phone rồi gửi qua cho anh Minh số 24, mua số 24 nha quý vị, 15.150 đồng. Ngay bây giờ quý vị trả chỉ có 7.950 đồng cho trọn dây chuyền xoàn số 24. Tiếp đến là số 25 là gồm có mặt và dây. Sợi dây này dài 18 inch, vàng là nặng 8.6 gram vàng trắng, có 116 viên hộp sòn 1 ly rưỡi cho tới 1 ly 7, và hộp ở giữa là 16 carat yellow citrine. Giá tiền cho trọn bộ số 25 là 2.950 đồng. Bây giờ Mali sale giá chỉ còn là 1.550 đồng cho số 25. Quá wow, đẹp quá. Nó như là một cái mão, một cái đai của hoàng hậu đẹp vậy đó. Mua 1.500, bỏ cái hộp vàng nó vô gần 200 đồng, bỏ luôn tiền công luôn, nhưng mà để thêm sợi dây chuyền. Đẹp không quý vị, rất là hấp dẫn. Miley có làm vài cái mặt dây chuyền, cái này là Miley mở coi như là mở màn, tức là ra mắt cùng quý vị những cái mặt đẹp giống như vậy, kiểu mới nhất của Hồng Kông vừa mới nhận vô. Miley có vô mấy cái mặt giống như vậy vô hộp xoàn màu vàng 3 carat 2 carat, thì dần dần tới đây Miley sẽ đưa cho thợ họ vô cái hộp xiền xoàn, hộp xoàn vàng của GAA đó. Miley đang làm là bởi vì trong một tuần không có thể nào làm hết được mấy chục món. Mấy ông thợ, 4-5 thợ của Miley không có người nào ngưng tay luôn, nhưng mà vẫn không kịp làm đồ cho Miley. Đây là những cái mà ra mắt cùng quý vị, đây là mở hàng. Người ta nói cha mẹ không giống giống người mở hàng. Nội cái mặt dây chuyền không quý vị, đi chung mua chỗ khác mua cũng trên 2.000 đô la, chứ đừng có nói là có thêm sợi dây rồi cộng thêm cái hộp vàng nữa. Cái này không biết ông Minh ông có buồn ngủ viết lộn không, nhưng mà Miley nhìn hoành tráng dễ sợ luôn. Yeah. Cái này thường thường là Miley vô cái hộp xoàn vàng Miley bán 10 mấy 20 ngàn, có 3K, có 2K, có Miley làm mấy cái mặt luôn, nhưng mà dần dần sẽ gửi cho quý vị là bởi vì hàng vừa mới về, thợ làm không có kịp. Nhưng mà Miley ra mắt cùng quý vị những cái mẫu mã hoành tráng như vậy mà giá tiền như vậy, thì quý vị biết mặt hàng của Miley rẻ như thế nào, là bởi vì Miley mua mỗi một chỗ trên 50 món đồ đó. Thường thường là mình mua tá chục quá thì khác, mà còn mua tá là giá khác nữa nha quý vị. Ở Việt Nam mình cũng vậy thôi, thường thường mình mua một thúng là giá khác, mua sỉ, thường thường yeah. mua một chục giá khác. Thành thử ra nó cái giá nó đi theo với cái đồng tiền. Thành thử ra Miley mua được phần nhiều thì Miley gửi đến cho quý vị cái giá rất là phải chăng. Đây là ra mắt quý vị thôi, cái mặt dây chuyền này không thể nào mà không biết anh Minh có biết lộn không, Miley không nhớ, là bởi vì Miley quá nhiều đồ luôn mà hoành tráng quá, mà bán có 1.550.
sắp sửa tới đây Miley có vô những cái mặt bự như vậy mà 3 carat hột xoàn vàng, GIA chứng nhận quốc tế rồi 2 carat hột xoàn vàng. Sắp sửa tới đây Miley có nhiều vỏ thì Miley sẽ bán hột xoàn GIA cho quý vị. Có rất là nhiều người hỏi, nhưng mà tại vì tất cả những cái hột xoàn Miley vẫn còn để trong nhà băng chưa lấy ra là bởi vì chưa có bày hàng. Bày hàng ở trong tiệm Miley vẫn bán online, cho nên Miley sẽ bày hàng ra, sẽ chào quý vị tất cả những cái món hàng mới của tiệm vàng Miley nha quý vị. Số 25 mặc quần tráng không? Quá là quần tráng luôn phải không ạ? Có dây chuyền chiều dài 18 inch luôn của Ý. Cái vỏ này là của Hồng Kông nhưng mà cái dây chuyền là của Ý. Rõ không quý vị? Rõ ràng chi tiết luôn. 8.6 gram vàng trắng, gồm có 116 viên hột xoàn ly rưỡi, ly 7. Và cái màu vàng ở chính giữa là yellow citrine. Cái hộp không á, nói xin lỗi quý vị, Miley mua 15 đồng. Cái hộp không là hết 200 mấy rồi, cộng tiền công mấy chục đồng nữa. Cứ mỗi một chấu bấu vô là 10 đồng nha quý vị. Là bởi vì cái chấu đó họ gãy, họ hàng vô chấu khác, họ tính 10 đồng. Đó, họ cứ một hộp như vậy là vô 40 đồng tiền công. Đó, không cần phải nói gì hết, chỉ là thợ thôi. Là bởi vì họ phải có cái chấu hàng đó, họ chấm vô một cái là họ tính 10 đồng. Đó, hồi xưa là làm 5 đồng lúc tiếng có khi 3 đồng. Bây giờ không có gì 5 đồng, 7 đồng, 9 đồng hết, chỉ có 10 đồng, 20, 30 thôi. Hồi đó chị sửa sai cái nhẫn là bao khách 10 đồng. Bây giờ sửa sai là 30. Là bởi vì cái nước xi vàng, khi mà họ đốt rồi nó đen. Mình có phải xi lại không? Đó, họ xi lại 10 đồng, bây giờ thành 30. Cứ một chấu vàng là 10 đồng. Đó, cái hồn vậy là 4 chấu là 40. Đó. Chính giữa là 16 carat yellow citrine nha các vị, là một cái màu lucky cho những ai mặn thủy rồi mặn mộc, nếu mà ai hợp màu vàng. Giá tiền của cái này là 2.950 đồng. 2.950 là anh Minh chỉ tính cái mặt thôi, không tính cái hộp của Miley. Anh Minh sale 1.550 đồng cho cái mặt dây chuyền số 25. Dạ vâng, rồi tiếp đến là số 26 thưa quý vị. Bữa nay như nó không có năng lượng, đọc nó không lên hay sao? Nó vẫn còn bị đuối. Đi về còn dưới âm. Bán không có lời, sao đọc nó không chịu lên. Số 26 thưa quý vị, 26 là một chiếc nhẫn nặng 3.8 gram vàng trắng, có 18 viên hộp xoàn từ 2 ly tới 2 ly 2 và hộp xoàn lớn ở giữa là 5 ly 8. Nước đi VS, giá tiền là 3.250 và bây giờ Miley sale chỉ còn 1.750 đồng cho số 26. 1.750 đồng cho số 26 thưa quý vị. 26 là một chiếc nhẫn nặng 3.8 gram vàng trắng, 18 viên hộp xoàn 2 ly tới 2 ly 2, hộp lớn ở giữa là 5 ly 8, nước đi VS, giá 3.250, sale chỉ còn 1.750 đồng. Đó. Từ cái hộp bự để cho những cái giá tiền nhiều, từ cái hộp nhỏ để cho quý chị mà cái đồng lương mình á, là phải chăng ví dụ mình đi làm hãng hay đi rửa rau chạy bàn hủ tiếu, một tháng cũng dư được 1.000, 2 tháng là mua những hộp xoàn rồi mình cần tiền mình bán, mình cần tiền mình gửi về Việt Nam mình bán lại được, chứ giờ 1.000 mấy nó xin lỗi chứ mua cái bóp. Bây giờ mình cần tiền đâu có làm được gì hơn, nhất là trong những cái lúc này là rất là khó khăn ở Việt Nam. Ai có gia đình ở Việt Nam thì biết đó, có những cái mặt hàng mà hộp xoàn vàng cứ mang ra bán hết để mình lấy tiền mình xây sở, chứ giờ thử có cái bóp rồi đem bán lại mà một mấy trăm thôi cũng đâu có ai mua đâu phải không ạ. Cho nên bây giờ có 1.000 mấy vẫn lấy được trên 1.000 đồng để mình lấy tiền mình xây sở trong cái lúc khó khăn này. Cái nhẫn này là cái vỏ thiết kế của Ý nha các vị, nặng 3.8 gram vàng trắng, có 18 viên hộp xoàn 2 ly cho tới 2 ly 2, chính giữa là 5 ly 8, nước đi, nếu mà là nước đi VS1 là 3.000, nước đi VS1 cũng còn 2.500 nha quý vị. Cái vỏ là 750 là 3.250, nhưng chưa dừng ở đây, trong giờ phút này quý vị gọi ngay cho nước tiếng, trả chỉ có 1.750 đồng cho cái nhận số 26, chi tiết gọi về cho nước tiếng là 714. 622-9573 và trả thẻ vẫn kiên nhẫn gọi Minh 714-653-5207. Tiếp đến là số 27 là một chiếc nhẫn nặng 6.8 gram vàng 2 tones, có 16 viên hộp xoàn 2 ly 7 và hộp ở giữa là 12 carat yellow citrine gemstone. Giá tiền cho chiếc nhẫn số 27 là 1.960 đồng. Và bây giờ Miley sale chỉ còn là 980 đồng cho chiếc nhẫn số 27. Nhớ dễ chịu không? Đó yellow citrine. Để cho ai có tiền thì mình cứ xài hộp xoàn vàng, còn cái lương mình có ít quá, mình mơ mộng có hộp xoàn vàng mình mua chưa được thì mình mua cái hộp màu vàng. Mai mốt mình có tiền mình đổi lại đâu có sao đâu, đem cái vỏ lại gắn cái hộp xoàn vàng ở chính giữa vô 2k 3k, tùy theo túi tiền của mình. Số 27 cái vỏ thiết kế của Ý nha các vị, nặng 6.8 gram vàng trắng thu thôn, nửa vàng nửa trắng, tức là cái mặt hộp ở trên nó là màu trắng, còn cái đai dưới là màu vàng, tức là nó là thiết kế của Ý, nửa vàng nửa trắng, nặng 6.8 gram vàng.
16 viên hột sòn, chung quanh là 2 ly 7, chính giữa là 12 carat yellow citrine. Giá tiền của cái nhẫn số 27 là 1960. Ngay bây giờ gọi cho Đức Tiến bị trả chỉ có 980 đồng cho cái nhẫn số 27. Tiếp đến là số 28, cái nhẫn nặng 4.4 gram vàng trắng. Đẹp không quý vị? Rất là hoành tráng luôn. Cái hộp chính giữa là 2K, trên 2K. Cái nhẫn này là nặng 4.4 gram vàng trắng, thiết kế của Ý. Có 38 viên hột sòn cho cái vỏ là 2 ly 2 tới 2 ly rưỡi. Phần ở chính giữa là 7 ly 9, 2 carat lẻ 2. 7 ly 9, 2 carat lẻ 2, nước Y VS. Giá tiền của nếu mà là nước Y VS 1 ngày nay là 22.500. Mà nước EVS 1, nước EVS 2 cũng còn 19.500, nước EVS cũng còn là 16.000, anh Minh tính có 15.000. Cái vỏ này là 1.350, anh Minh tính là luôn luôn trong chương trình của Tiệm Vàng Miley làm toán trừ 16.000 và tính 15.000. Cái vỏ là 1.350 là 16.350 đồng cho cái nhẫn số 28. Nhưng mà chưa dừng ở đây, ngay bây giờ gọi cho Đức Tiến vị trả số 28 chỉ có 7.950 đồng cho cái nhẫn số 28. Rất đẹp, rất sang thưa quý vị nha. Số 28 là chiếc nhẫn nặng 4.4 gram vàng trắng, có 38 viên hộp sòn từ 2 ly 2 cho tới 2 ly rưỡi. Đặc biệt là hộp sòn lớn ở giữa là 7 ly 9, tương đương là 2 carat 02. Thưa quý vị, nước Y VS giá tiền là 16.350 đồng. Bây giờ Mali Sale chỉ còn 7.950 đồng cho chiếc nhẫn số 28. Nhìn sang chảnh không? Giống như nói như cái kiểu mà hoa hậu Thảo Lâm á. Nhìn sang quá trời luôn mà sang chảnh á. 16.350, sale 7.950 đồng cho nhẫn số 28. 2 carat lẻ 2, 7 ly 9 nha quý vị. Nước EVS 16.350, sale 7.950 đồng cho số 28. Tiếp đến là số 29 là nhẫn Pearl. Và là nặng 12.4 gram vàng trắng, 43 viên hộp sòn từ 1 ly rưỡi cho 1 ly 8, 82 viên hộp sòn 1 ly 8 baguette, tức là 82 viên hộp sòn baguette 1 ly 8 và 1 viên pearl 16 ly. Giá tiền cho số 29 là 2.950 đồng. Mali sale cho quý vị giá chỉ còn là 1.550 đồng. Nói cái vỏ không là mua chỗ khác là trên 2.000. Cái hộp phơ á, thường thường là 15 ly là quý vị cũng phải mua là 700. 15 ly trở lên, 16 ly cho từ 900 cho tới 1.200 nha quý vị. Cái này là Australia rất là đẹp luôn. Cái này mà nếu mà đi làm cái giấy chứng nhận của GIA thì cái hộp này phải mua trên 1.500. Phơ cũng có chứng nhận của GIA luôn. Cái này rất là đẹp luôn, rất là xứng đáng để đi làm giấy. Nhưng mà Miley thì rất là bận, không có làm mấy cái chuyện đó. Miley chỉ cần bán receipt cho quý vị, rồi cần tiền mình mang cái receipt mình mua lại. Cái vỏ rất là đẹp luôn, vỏ nhìn lạ không quý vị. Cái này trước khi đi show Miley có mua đeo, nhưng mà Miley có mua một lô, một số hộp nhẫn vỏ của Italy mà họ kết bằng sapphire, ruby, trong đó có hộp xoàn đẹp lắm, ở chính giữa có hộp phơ trắng. Không biết Miley còn thích quá luôn, đẹp lắm. Miley mua mấy bộ mà không có rẻ đâu. Miley chỉ mua giữ để đó thôi, khi nào mà buồn buồn thì mang lên đây khoe cùng quý vị, đẹp lắm. Miley sẽ trưng ở trong tiệm. Nếu mà quý vị nào, cái đây là cái kinh nghiệm mà Miley học được ở tất cả khắp nơi khi mà đi du lịch ở Singapore đó Tiến. Yeah. Chỉ có vô cái nhà, chỉ có vô cái đó, nó cũng là một cái hotel mà nó cũng là một cái mall, nó nằm ở ngay chỗ Singapore đó. Yeah. Cái hotel mà có cái hồ nước ở trên tầng trên đó. Yeah. Thì chị vô đó chị thấy những cái tiệm mà họ trưng những cái pho, mà họ trưng những cái mẫu mã mà đẹp đó quý vị. Trời ơi, mình bán 1.000 mấy chứ không phải 8.000 mấy tiền đô đó, không phải là tiền Singapore nha. Đó thì Miley đi Italy, mà đi Ý, mà đi những cái khu mà du lịch giải trí đó, những cái khu du lịch mà họ trưng đồ cũng giống như qua Thái Lan, mà những cái món hàng mà mình bán có mấy trăm, họ bán mấy ngàn luôn quý vị. Còn Miley ở đây thì Miley bán rất là bình dân, dù là du lịch ở khắp nơi trên toàn thế giới, về trong khu Lido Sài Gòn tại Thương Xá Phước Lộc Thọ, Miley bán y chang như vậy, chỉ có mua ở trên đài này là rẻ hơn thôi, chứ thật ra trong tiệm Miley cũng không có chặt chém gì hết, bán giá rất là bình dân, mua bán đổi trả dễ dàng. Còn cái khi mà những cái khu du lịch mà ví dụ mình đi Thái Lan, mình đi Singapore, mình mua rồi cái làm sao mình bán lại quý vị 7-8 ngàn đô, mà trong khi Miley bán nguyên cái nhẫn này, có thể nói là cái này mình ra sau Cốt Plaza có một cái thương hiệu mua cái nhẫn này ít nhất là 5.000 mấy cho tới 6.000 đô
quý vị cũng không cần tiền cũng không bán lại được. Còn mua của Miley có 1.000 mấy, 1.500, cần tiền đi kéo máy đến bài mua vé về Việt Nam, cần tiền làm bất cứ chuyện gì cũng cứ mang tới bán lại cho Miley được hết. Bây giờ những ai mà cần tiền mà mua hàng trong tiệm vàng Miley, cần tiền kẹt tiền gửi về Việt Nam cứ mang hết bán lại cho Miley. Nếu mà quý vị nào mà không có nghĩ là cái đó của cải tài sản, không muốn bán lại, cứ mang tới là Miley giúp cho quý vị nha. Số 29 giá tiền của nó là 2.950, xem 1.550 đồng cho cái nhẫn pearl số 29. Tiếp đến là số 30 là chiếc nhẫn nặng 4.6 gram vàng trắng, có 3 hộp oval 2 carat 15 nước đi VVS. Này 3 hộp này thì nó hộp nhiều. 3 hộp là nó ghép, tức là hộp xoàn, thay vì 3 hộp này mà 2 carat 15 thì trên 30.000. Cái hộp oval nó cũng là 3 nó cũng trắng, nó cũng oval. Đẹp. Nó oval, cái hình thức oval, nhưng nó là hộp ghép lại, tức là cái oval đó là một hộp, ba cái hộp này cộng lại, tức là người Mỹ đó họ cân chứ họ không đo, làm sao đo mấy cái mẫu này, sao đo được tiếng, tại vì bốn hộp là hộp ghép, ở dưới á, là cái hộp nó không có ra hình oval, nó chẳng biết hình gì nữa, nó tam giác hả, nó giống như tam giác, giống như tam giác, mà ba hộp họ ráp lại cho hai bên, rồi chính giữa là oval, bốn hộp họ ráp lại, thì trong cái ba cái viên này đó nó để là 2 carat 15 nước đi VVS. Giá tiền của cái nhẫn số 30, tao thí dụ như bây giờ mình có, nói xin lỗi chứ bây giờ mình có tiền mình mua cái nhẫn này mà một hộp nó không phải là đồ ghép thì ít nhất là trên 25.000 cho ba cái hộp này 2 carat 15, nó trắng nước đi như vậy VVS. Còn bây giờ mình không có đủ tiền trên 20 mấy ngàn, thì bây giờ mình mua cái hộp này họ ghép lại, nhưng mà nhìn rất là tinh vi, cái này quay rõ lắm mà để cái nền đen, cho nên quý vị mới thấy cái rõ những cái lằn, chứ thật ra nhìn cặp mắt thường giống như là một hộp oval. Nếu mà một hộp này là trên 1.5 carat, hai bên kia nữa cộng lại hơn nửa ca nữa là 2 carat 15, quý vị, 2 carat 15 nước đi VVS. Giá tiền của cái chiếc nhẫn này Miley thấy lạ quá, Miley mua thôi, nhưng mà mình mua để cho những người mà cái túi tiền, thay vì mình thích đeo hộp bự mà mình không đủ khả năng, mà đây là những cái hộp đơn giản rất là dễ đeo luôn, hai bên nó gọi là ba hộp, nó gọi là quá khứ, tương lai và hiện tại, thì cũng giống như người Việt của mình để là phước lộc thọ đó, những ai mà mua tặng cho bố cho mẹ, thay vì mình không có tiền mua hộp bự thì mình mua những cái hộp ghép như vậy. Số 30 giá tiền là 4.550, ngay bây giờ gọi cho đối tiếng trả chỉ có 2.250 đồng cho nhận số 30. Tiếp đến là số 31 là cái lắc tay, thưa vị, lắc tay này dài 7 inch và là nặng 8.6 gram vàng trắng, 62 viên hộp xoàn 2.3 cho tới 2.5 nước đi VVS, giá tiền là 3.050 đồng. Và bây giờ Miley sale giá chỉ còn 1.550 đồng cho cái lắc tay số 36. Mà đồ thiệt, hộp xoàn thiệt, cần tiền bán lại được, cũng giống như đồ giả, quý vị thấy không? Bây giờ nó xin lỗi chứ bây giờ mua cái đồ mà đồ hiệu mà bằng bạc, mua cái lắc đơn giản thôi, mấy cái đồ mà toàn ten giống như mấy cái hiệu nổi tiếng nổi tiếng, mình không dám nói là mình không có đại diện, cho nên mình không có cần phải giải thích và cũng không có cần phải quảng cáo. Những cái đồ mà toàn ten mà gắn vô, Miley thấy mấy đứa trẻ trẻ mua 1.000 mấy, nói xin lỗi chứ mấy đứa em trẻ thì rất là thích đeo, nó fashion thôi, nhưng mà cần tiền bán lại không được. Còn cái này mình vừa vàng vừa hộp xoàn, cái này tuy nhiên nó mỏng, mình đeo chung với tất cả những cái đồng hồ Rolex hay là Omega, cái style bây giờ ai cũng đeo cái lắc chung cái đồng hồ, hay là tại vì ở Mỹ mình có quá nhiều đồ mình phải đeo chung vậy cho nó giống như là nhìn cho nó show lên. Chứ thật ra Miley thấy cái style bây giờ ai cũng đeo một cái đồng hồ với cái lắc, thì đây là một trong những cái lắc mà mình ráp chung với cái đồng hồ. Thì cái lắc tay này thiết kế của Ý nha quý vị, chiều dài là 7 inch, nặng 8.6 gram vàng trắng, có 62 viên hộp xoàn từ 2.3 tới 2.5 nước đi VVS, giá tiền là 3.050, xem 1.550 đồng cho cái lắc tay số 31. Tiếp đến là số 32 là cái đồng hồ Rolex. Đồng hồ Rolex. Đây là tất cả mấy anh mà chờ đợi á. Cái đồng hồ Rolex này thật sự nó là pre-owned, nó là không phải là brand new đó quý vị, nó là pre-owned, tức là hàng đã xài rồi. Quý vị đã từng mua đồng hồ Rolex trong tiệm vàng Miley, thứ nhất là chúng tôi bảo trì 1 năm, thứ hai là cần tiền kẹt tiền bán lại được, thứ ba là quý vị không đeo đồng hồ Rolex cũng giống như nữ trang, trong 1 năm không thích cứ đổi vàng hộp xoàn mà không thích nữa, hoặc là cần tiền kẹt tiền đổi lấy tiền luôn cũng được luôn, hoặc là mình cần tiền kẹt tiền không đổi lại, không trade in, mình ký gửi cũng không sao luôn quý vị. Cho nên ngày hôm nay quý vị mới có những chiếc đồng hồ Rolex như vậy, quý vị mua cái giá rất là phải chăng. Thì cái này đó Miley với anh Minh check ở trên Google Two Tone, nó gọi là day chest, nó có lịch luôn nha quý vị, mặt vàng. Nó có hộp xoàn ở trong luôn, cái mặt màu vàng, cái bezel màu vàng, ở chính giữa là bằng vàng 18, cái bezel cũng vàng 18, cái nút vàng cũng là bằng vàng, ở bên trong có hộp xoàn và có lịch luôn nha quý vị. Thì cái đó gọi là day chest, nghĩa là có lịch luôn.
cái president đó là mấy cái màu vàng mà quý vị đã từng mua trong tiệm vàng Miley, từ 20.000 tới 25.000 nó là president, nó là có day date luôn, nó có ngày có thứ, còn này chỉ có ngày thôi chứ không có thứ, thì nó gọi là day chart. Nhưng mà nó là cái này là size nam. Miley với anh Minh check ở trong cái Google á, người ta bán cũ pre-owned y chang như vậy, có 60% 65% mới thôi mà họ bán cho quý vị là cái giá tiền là hồi hôm qua anh Minh check á, cái số này là 32. Anh Minh check là 8.900, nhưng mà tuy nhiên là Miley chỉ có nhận vô 4.500 thì bán 4.500 cho quý vị lấy tiền lại luôn. Miley giữ cho người ta 4.000 nhưng mà họ kẹt tiền quá, họ xin thêm để họ gửi về Việt Nam 500 đồng, thì Miley cũng lấy lại 4.500, thì Miley để lại lấy tiền cho quý vị. Chứ thật ra Miley phải lời 500 đồng, nhưng mà cái này là họ họ xin thêm để họ kẹt tiền quá, họ họ gửi về, cho nên thôi mình thấy tội nghiệp quá mình cho thêm, thì thôi bây giờ mình lấy lại là 4.500 đồng cho cái đồng hồ Rolex Two Tone nửa vàng nửa trắng, cho cái số 32, em đọc cái 32. 32 là đồng hồ Rolex nam, thưa quý vị, Brio Two Tones Oyster Day Trust như là trên màn hình. Giá của nó là 8.900 và bây giờ Mali có được, và đặc biệt cho quý vị giá chỉ có là 4.500 đồng cho cái đồng hồ này. Chi tiết gọi về với anh Minh 7146535207. Lâu lắm rồi mới có lại cái đồng hồ đó, nhiều chị nhiều người dặn lắm. Nhưng mà thí dụ như bây giờ Mali gọi thẳng cho quý vị mà những cái số điện thoại mà để lại đó, thì Mali chỉ bán cho một mình anh hay là chị thôi, không được quảng cáo. Thì khi bỏ lên đây cả thế giới đều được coi hết, Mali được quảng cáo free phải không ạ? Lấy tiền lại mà, thí dụ như bây giờ bán 5.000 thì nên gọi, còn này mình bán có 4.500, mình để lên đây ai nhanh tay nhanh chân thì còn, mà chậm tay thì đi liền. Là bởi vì cái này Mali biết là rất là hot, rất là nhiều người trông đợi cái đồng hồ này. Cái này là size nam nha quý vị, đây chết nghĩa là nó có lịch ở bên trong luôn. Còn cái two tone rất là vàng, cái bezel là vàng, cái nút bằng là vàng, ở bên trong là có hộp xoàn luôn, nó là pre-owned. Cái này là 70-75% chứ không phải là 65% mới, cũng giống như Miley với anh Minh check ở trong Google, họ bán tất cả tiệm nữ trang mà ở trong Westminster Mall. Ai ở vùng California đó cũng biết là trong Westminster Mall cũng có một cái tiệm nó gọi là người Trung Đông đó, họ vẫn bán cái này 8.500-9.500 quý vị, 8.500-9.500, nhưng mà tiệm vàng Miley chỉ bán cho quý vị 4.500 đồng cho cái đồng hồ Rolex số 32. Khi mà mua đồng hồ Rolex trong tiệm vàng Miley được bảo trì 1 năm nha quý vị, cần tiền kẹt tiền bán lại được, không đeo đổi vàng đổi hộp xoàn, đổi vàng đổi hộp xoàn gì cũng được luôn, cho nên rất là dễ dàng. Điều kiện mua bất cứ một món hàng nào, dù là đồng hồ Rolex hay là vàng hay là hộp xoàn gì, quý vị cần tiền kẹt tiền đều bán lại được hết. Số 32 8.900 đồng, sale 4.500 đồng cho số 32. Tiếp đến là số 33. Tiếp đến là số 33 là vòng mềm size 56, vàng nặng 7.3 gram, vàng trắng, có 34 viên hộp xoàn 2 ly 6, nước y VVS, giá tiền là 2.850. Bây giờ Mali sale chỉ còn 1.450 đồng cho số 33. Rồi, số 33 nhắc lại cùng quý vị, đó là cái vòng mềm size 56, vàng nặng 7.3 gram, vàng trắng, 36 viên hộp xoàn 2 ly 6, nước y VVS, giá tiền là 2.850, sale chỉ còn 1.450 đồng. Tiếp đến là số 34. Tức là dòng mềm nghĩa là sao? Tức là nó giống như là cái dạng giống như cái lắc vậy đó, thay vì cái lắc nó vẫn là cứng cộm nha quý vị, có vòng thì cứng luôn, còn cái này cái vòng nó vừa là lắc vừa là vòng, quý vị xếp lại được luôn. Ví dụ như bây giờ mình đang đeo, mình đi làm mình sợ mất, mình để vô nguyên cái vòng thì nó cộm cho cái túi quần, mình có thể xếp vô làm ba được luôn, cái đứa tiếng cho nó gọi là mềm. Đây là cái thiết kế của Ý, nó rất là tiện lợi cho những ai đi làm. Ví dụ như cả đời mình không bao giờ đeo hộp xoàn, thì bây giờ mình qua đây mình có hộp xoàn phải đeo, chứ không lẽ không đeo rồi cất làm gì. Cho nên khi mà mình đi làm tới nơi mà mình không thích đeo thì mình có thể xếp vô làm ba, mình bỏ trong cái túi quần hoặc là trong cái bóp của mình cũng được luôn. Số 13 là cái vòng này size 56, thiết kế của Ý, nặng 7.3 gram, vàng trắng, 34 viên hộp xoàn 26, nước y VVS, 2.850, sale 1.450 đồng cho số 13. Tiếp đến là cái lắc tay số 34, chiều dài là 7.5 inch, nặng 33.4 gram, vàng trắng của Italy nha quý vị, có 302 viên hộp xoàn 1.5 ly cho tới ly 6, nước đi VS1, giá tiền của cái lắc tay số 34 là 7.450 đồng. Ngay bây giờ quý vị gọi cho đối tiếng người trả chỉ có 3.750 đồng cho số 34. 34 đọc nhanh cùng quý vị là cái lắc tay dài 7.5 inch và nặng 33.4 gram, vàng trắng, có 302 viên hộp xoàn từ 1.5 ly cho tới 1 ly 6, nước đi VS1, giá tiền là 7.450 và bây giờ sale chỉ còn là 3.750 đồng cho lắc tay số 34. 7.450, sale chỉ còn là 3.750 đồng cho số 34 thưa quý vị. Như là trên màn hình,
Rồi, chi tiết vẫn gọi về các số phone chúng tôi đang có trên màn hình. Tiếp đến là số 35 là cái lắc tai dài 7 inch và là nặng 20.2 gram vàng trắng, có 70 viên hộp xoàn 1 ly 8, 1 viên hộp xoàn xanh 3 ly rưỡi nước y VS, giá tiền là 3.350, bây giờ sale chỉ còn là 1.550 đồng. Số 35. Đẹp không quý vị, cái này mua là tặng cho người yêu rất là ý nghĩa luôn á, rất là lý tưởng, tất cả từng cái trái tim một luôn, cái này không ai tám lỗ mà không biết bao nhiêu lỗ chứ tí. Không, rất là nhiều, rất ngăn. Là có ý nghĩa. Yeah. Những anh nào mà có nhiều ngăn thì cứ mua trái tim, không lẽ cắt cho mỗi cô một trái không? Nói gì chứ ba chị cũng bị mổ tim á, ba chị là bị hở ven tim, không biết hồi xưa ông có yêu gì quá không biết, ông bị hở ven tim. Nói đùa cho vui quý vị, đây là một cái lắc trái tim. Nó đều là một, nó kiểu nó lạ lắm, một cái thì là trơn, một cái thì có hộp xoàn đó, thì cái móc của nó là cái hộp xoàn màu xanh, nó rất là lạ luôn, nó làm theo kiểu đồ hiệu đó, nhưng mà nó rất là rẻ, cái phải nói là một cái giá rất là phải chăng luôn. Thì cái lắc tay này chiều dài 7 inch mình có thể cắt được 6 inch, 6 inch rưỡi luôn, nó nặng là tới 20.7 nội tiền vàng, không là 1.700 rồi quý vị, 20.2 gram vàng trắng, 1.700 mấy chục mà tính 1.700 nè, 70 viên hộp xoàn ly 8 là 15 động viên là hết nhiêu rồi, một viên 3 ly rưỡi là hộp xoàn màu xanh 3.350, xem 1.550 đồng. Ông bên ông bị gì vậy? Chị không biết ông có viết lộn không, nãy giờ chị nhìn giá chị hết hồn, nhưng mà em đọc rồi chị phải đọc thêm thôi. 550 đồng, 35, 3.350, xem 1.550 đồng cho số 35. Rồi tiếp đến là số 36 là cái mặt nặng 4.3 gram vàng trắng, có 105 viên hộp xoàn 1 ly 3, hộp ở giữa là Sapphire India, hộp ở giữa là Sapphire India, giá tiền của 36 là 1.150 và bây giờ sale chỉ còn là 550 đồng. Rẻ không quý vị, vừa bán vừa tặng luôn đó, tất cả đều có hộp xoàn chung quanh vàng trắng luôn. Hàng mới về, cái này cho quý vị mở hàng đó, mua 600 bán 550 chơi. 36 cái mặt dây chuyền Đức Tiến đọc Sapphire, chị nhớ ở Việt Nam mình cũng kêu Sapphire nhưng mà thật ra cái hộp đó là Sapphire của India, là của người Ấn Độ đó quý vị, thì cái nó cũng giống như của Thái Lan vậy thôi, cái giá nó phải chăng, một hộp như vậy có 100 mấy, còn cái Sapphire mà thật của nó một carat như vậy là 1.500 nha quý vị, một cái hộp này ít nhất là phải 10 mấy ngàn. Thì cái mặt dây chuyền này á, là của Italy, có luôn hộp Sapphire nặng 4.3 gram vàng trắng, cái mặt dây chuyền không là 4.3 gram vàng trắng, có 105 viên hộp xoàn 1 ly 3, chính giữa là hộp Sapphire của India, tức là của Ấn Độ đó. Giá tiền của cái mặt này là 1.150, sale 550 đồng cho cái mặt dây chuyền số 36. Tiếp đến là số 37. 37 là mặt và sợi dây chuyền dài 16 inch và là nặng 3.8 gram vàng trắng, 50 viên hộp xoàn 1 ly rưỡi, 1 viên hộp xoàn 5 ly 3, nước đi VVS, giá tiền cho bộ số 37 là 2.850 đồng. Và bây giờ Mali sale giá chỉ còn 1.495 đồng. Dễ mua không quý vị? Mà quá dễ mua luôn, có ngàn mấy vàng hột xoàn đầy hết trơn. Cái mặt dây chuyền số 37, cái sợi dây thiết kế của Ý là nặng 16 inch, cái mặt dây chuyền cũng của Italy luôn, nặng 3.8 gram vàng trắng, 50 viên hộp xoàn 1 ly rưỡi cho cái mặt, chính giữa là 5 ly 3 nước đi VVS2, 5 ly 3 nước đi VVS1 là 1.850 nha quý vị. Cái này là mua không đủ cái hộp nữa, mặt dây chuyền là được phi, giá tiền là 2.850, xem 1.495 đồng cho số 37. Tiếp đến là số 38 là gồm có mặt và sợi dây dài 18 inch và là nặng 5.1 gram vàng 18 màu vàng, 10 viên hộp xoàn 3 ly 1, 1 viên hộp xoàn 3 ly 2 nước F VVS, trong đó có 9 viên là nước F VVS1 và 2 viên là nước F VVS2, giá là 1.850, bây giờ Malicel chỉ còn 895 đồng. Dễ không vậy? Quá rẻ luôn mà rõ ràng chi tiết luôn. Cái mặt dây chuyền số 38 là cái thánh giá thiết kế của Ý, cái dây chuyền là chiều dài 18 inch, nặng 5.1 gram vàng 18, 10 viên hộp xoàn 3 ly 1 chung quanh, cái chính giữa, cái hộp cái nhụy của chính giữa thì phải bự hơn là 3 ly 2, nước ép VVS, giá tiền ở trong đó nó có 9 hộp xoàn nước ép VVS1 và 2 viên hộp xoàn nước ép VVS2, giá tiền 1.850, sale 895 đồng cho thánh giá số 38. Tiếp đến là số 39 là gồm có mặt và sợi dây dài 16 inch và nặng 5 gram vàng trắng, 30 viên hộp xoàn vuông 2 ly 2 nước ép VS1, giá tiền là 1.175 đồng và Malaysia chỉ còn là
550 đồng đó. Cái này là dành cho những cái chị mà bắt đầu từ đây nha, những ai mà có rồi quý vị, mình mua cái này tặng cho nhân viên thì mua nha quý vị, còn không có thì nhường lại cho mấy chị. Là bởi vì cái mặt này là May Ly đã mua 550 rồi, May Ly tặng vô thêm sợi dây cho những ai mà khó khăn mà mình chưa bao giờ ước ao được hột xoàn, thì đây là một trong những cái mà một là mình mua cho nhân viên, hai là những ai chưa có thì bắt đầu từ đây. Số 39 1175 theo 550 đồng cho số 39. Rồi số 40 là mặt và sợi dây dài 18 inch và là nặng 2.6 gram vàng 18 màu vàng, có 12 viên hột xoàn 2 ly 2 nước ép VS1, giá tiền là 590 đồng và bây giờ mà lên sale là 285 đồng. Đó, bây giờ vừa bán vừa tặng cho quý vị đó, 590 đồng, số 40 cuối cùng là sale 285 đồng. À, để cho những ai mà mình chưa có thì đây là mua, nếu mà mình không có tiền mình mua cái này tặng cho mẹ birthday cũng được. Hoặc là những cái mùa này cái quà rất là ý nghĩa nha quý vị, 590 sale 285 đồng cho số cuối cùng là 40. À, chương trình chị em chúng tôi đến đây chấm dứt, hẹn gặp lại quý vị vào thứ ba tuần tới cũng vào giờ này lúc 1 giờ tới 3 giờ. À, xin kính chúc cho quý vị có một ngày thứ ba cho tới cuối tuần an bình, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Nếu mà mấy bác lớn tuổi đi ra ngoài, nhớ chùm khăn, bắt đầu mình có mùa gió rồi nha quý vị. Dạ vâng. À, trước khi chia tay một lần nữa, Đức Tiến xin được đại diện cho Hội Từ Thiện Trái Tim Việt Mỹ cảm ơn đến chị Mai Ly, anh Minh đã ủng hộ cho những người tại Bình Dương là 500 đồng. Và ngay khi nhận được, Đức Tiến sẽ chuyển về thông qua Hội Trái Tim Từ Thiện Việt Mỹ và sẽ gửi những phần quà đến với người dân Bình Dương 500 đồng đó. Và chúng tôi sẽ có hình ảnh để chia sẻ với quý vị trong tuần sau. Một lần nữa cảm ơn chị Mai Ly và anh Nguyễn Minh rất nhiều. Và cảm ơn quý vị. Mà quý vị quan tâm về các cái vàng hộp xoàn trong ngày hôm nay, gọi về cho anh Minh và chị Mai Ly 714-622-9573. Xin cảm ơn, xin tạm biệt quý vị. Mai Ly xin trân trọng kính chào quý khách xa gần khắp nơi trên thế giới về thăm khu Lido Sài Gòn. Mời quý vị viếng thăm tiệm vàng Mai Ly trong khu thương xá Phước Lộc Thọ, cửa trước đi vào căn thứ 2 nằm bên tay phải.